Người đàn ông này cầm chiếc hộp đựng bột đỏ ném về phía sau làm bẩn hết chiếc váy trắng tinh của cô gái. Cô ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ấy đã lên xe Vitga khiến cho bùn đất bắn tung tóe lên người cô. Người đàn ông đó tên là Giao, một ông trùm trang sức, khét tiếng trong thành phố. Anh ấy kiêu ngạo và coi thường tất cả mọi người. Các cô gái xinh đẹp luôn vây quanh anh ta mong có cơ hội được bước chân vào giới quý tộc. Thế nhưng Giao luôn giữ thái độ dửng dưng, đối với anh phụ nữ chỉ là món đồ chơi để trêu đùa. Còn cô gái mặc váy trắng tên là Pallavi, một quả phụ đang phải chật vật duy trì cửa hàng vải Sariape của mình. Chồng chưa cưới của cô qua đời trước khi họ kịp về chung một nhà và cô là trẻ mồ côi. Vì vậy mẹ chồng coi cô như con gái ruột và luôn mong muốn cô tìm được hạnh phúc mới. Hôm nay khi đóng cửa hàng thì trời đổ mưa lớn, nhân viên đã đưa Pallavi về nhà mình thay quần áo, đợi mưa tạnh rồi về. Tuy nhiên mẹ của nữ nhân viên lại đưa cho cô một bộ sari trắng tinh, bởi theo phong tục Ấn Độ, quả phụ không được phép mặc trang phục màu mè sau khi chồng mất. Mặc dù nữ nhân viên ra sức can ngăn mẹ, nhưng Pallavi vẫn tôn trọng ý muốn của người lớn. Trên đường về, cô gặp một bé gái bán sindu, thấy cô mặc sari trắng, cô bé liền chạy đến chỗ xe của Giao đang đỗ bên kia đường, mời anh ấy mua bùa yêu. Giao vốn kiêu ngạo chẳng tin vào tình yêu, nhưng lại rất thích trẻ con, anh ấy mua hết số sindu với giá gấp 10 lần, sau đó hất tung lên trời vô tình rắc hết lên người Pallavi đang đứng phía sau. Về đến nhà mẹ chồng hỏi Pallavi tại sao lại mặc sari trắng, bà không cho phép ai được phép coi Pallavi là quá phụ. Khi Pallavi định đi thay bộ sari khác, mẹ chồng cho rằng đây là điểm báo Pallavi sắp tìm được hạnh phúc mới. Hôm sau Pallavi đến chợ mua hàng thấy một người đàn ông đang tác động vật lý với một ông lão nhưng xung quanh không một ai dám can ngăn. Cô vội vàng chạy đến đỡ ông lão dậy thì bất ngờ nhận ra kẻ bạo hành chính là gã đàn ông đã dắt bùa yêu lên người mình hôm qua. Cô không ngần ngại tặng cho Giao một cái bạt tai như trời giáng. Bị một người phụ nữ vuốt má trước mặt bao người là một sự sỉ nhục mà Giao chưa từng phải nếm trải. Chưa kể Pallavi còn liên tục mắng chửi anh là kẻ tồi tệ, là nỗi ô nhục cho gia đình. Tức giận đến đỉnh điểm, Giao định ra tay đánh trả thì bị một người phụ nữ lớn tuổi giữ lại. Đó chính là mẹ của anh ấy. Bà giam trách mắng Giao suốt ngày dựa vào tiền tài và quyền lực để chà đạp người khác. Bà hối hận vì đã sinh ra người con này. Tối hôm đó Giao tình cờ gặp lại cô em gái sau một thời gian dài xa cách. Anh muốn em gái lên xe đi cùng mình nhưng em gái không đồng ý. Thấy vậy Giao liền xuống xe, lôi em gái đi một cách thô bạo. Đúng lúc này một nhóm côn đồ xuất hiện buông lời trêu ghẹo em gái Giao, vốn đã bực tức sẵn giờ lại bị khiêu khích, Giao như con thú hoang bị chọc giận, anh cởi phăng chiếc áo sơ mi vương víu để lộ thân hình vạm vỡ, sau đó lao vào đánh nhóm côn đồ túi bụi, một tên côn đồ thừa cơ tấn công Giao từ phía sau, hành động này khiến cơn giận của Giao lên đỉnh điểm. Trở về căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, Giao ném chiếc áo sơ mi xuống đất, bên ngoài anh tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng sâu thẳm bên trong anh luôn cảm thấy cô đơn trống rỗng. Còn Pallavi sau 2 ngày trời vẫn không thể nào giặt sạch dấu vết Indu trên chiếc sari trắng, có lẽ đây thực sự là ý trời. Hôm sau trên đường đi làm, Pallavi phát hiện ra em gái Giao, kế toán của mình đang bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi nên đã mượn điện thoại của đối phương, dũng cảm quay mặt đối mặt với kẻ biến thái. Mặc dù là phụ nữ yếu đuối và cũng cảm thấy sợ hãi nhưng Pallavi vẫn lấy hết can đảm để cảnh cáo hắn ta trong xã hội hiện đại này. Không ai có quyền theo dõi một người phụ nữ. Nếu còn để mình thấy anh ta xuất hiện thêm một lần nữa, đoạn video này sẽ được gửi đến cảnh sát và lan truyền trên mạng xã hội. Tên biến thái hoảng sợ khi bị phát hiện vội vã bỏ chạy, người đứng sau vụ việc này chính là Giao, anh ấy đã sai cấp dưới đi theo dõi em gái mình. Thấy cấp dưới quay về, Giao liền cho anh ta một cái bạt tai và tra hỏi ai cho anh ta quay về, cấp dưới đành thuật lại toàn bộ sự việc cho Giao nghe. Lúc này Pallavi đến ngôi đền để tham gia một nghi lễ quan trọng, người cha nuôi của Pallavi đã truyền lại vị trí chủ trì nghi lễ cho cô, điều này chứng tỏ ông thực sự coi cô như con gái ruột. Tuy nhiên người thím ghẻ lại tỏ ra vô cùng khó chịu. Bà ta mỉa mai Pallavi là trẻ mồ côi, không xứng đáng với vị trí quan trọng này và cho rằng hai đứa con gái của mình mới là người thích hợp. Để xoa dịu tình hình, Pallavi nói rằng cô sẽ không thực hiện nghi lễ. Mẹ của Pallavi lên tiếng hỏi cháu gái, sáng nay con đã ăn 4 quả trứng phải không? Con chỉ ăn 2 quả thôi ạ. Theo luật lệ của buổi lễ, những ai đã ăn trứng sẽ không được phép vào đền. Vị chủ lễ yêu cầu cô bé lập tức rời khỏi đây. Mẹ Pallavi tiếp tục mỉa mai lần sau đến đền thì nhớ ăn mặc cho lịch sự đấy. Người thím cảnh cáo chị dâu vì một đứa con nuôi mà khiến bà ta bẽ mặt, bà ta thề sẽ khiến hai mẹ con Pallavi phải trả giá. Trở về nhà mẹ Pallavi kể với chồng về việc bà đã sắp xếp một cuộc gặp mặt cho Pallavi vì không muốn con gái mình phải mang tiếng quá phụ cả đời. Pallavi đứng ngoài cửa đã nghe được toàn bộ câu chuyện, cô hỏi bố mẹ coi mình là gánh nặng sao, tại sao cứ ép mình đi lấy chồng. Mẹ Pallavi vội vàng an ủi con gái chỉ là buổi gặp mặt thôi, nếu không thích thì có thể từ chối, họ sẽ không ép cô ấy. Pallavi nghe xong chỉ đành chấp nhận lời đề nghị của bố mẹ, người thím nghe được cuộc trò chuyện này nhận ra đây là cơ hội tốt để trả thù. Trong buổi gặp mặt, Pallavi im lặng không nói lời nào, mẹ Pallavi giải thích rằng con gái mình hơi nhút nhát, người thím đề nghị để Pallavi đưa người đàn ông vào phòng để trò chuyện riêng nhưng người đàn ông định đứng dậy, bà ta liền ngăn lại và nói rằng mình đã quên nếu vào phòng đó, Pallavi sẽ nhớ lại những ký ức đã qua trong quá khứ, người đàn ông hỏi ký ức gì. Mọi người không biết gì sao, Pallavi đã từng có một đời chồng. Người đàn ông còn tưởng Pallavi là con gái của gia đình này không ngờ cô ấy lại là quả phụ. Người mẹ nói mình đã nói chuyện này với người mai mối nhưng ông ta lại nhận hối lộ của bà thím để che giấu chuyện này. Người đàn ông phẫn nộ sỉ nhục bố mẹ Pallavi rằng họ muốn đổ đống phiền phức này lên người mình.
Pallavi không thể chịu đựng được việc mẹ mình bị sỉ nhục thêm nữa. Cô đứng dậy khẳng định mình chính là con gái của gia đình này. Chính bố mẹ đã dạy cô thế nào là lòng tự trọng rồi mỉa mai họ không biết tôn trọng người khác, yêu cầu họ rời khỏi đây ngay lập tức. Dù Pallavi đã lên tiếng bảo vệ nhưng mẹ cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Về phần em gái Giao, cô đã biết được việc Giao sai người theo dõi mình. Mẹ cảnh cáo anh ấy nếu còn tiếp tục, bà sẽ báo cảnh sát. Giao tắt máy xong liền sai cấp dưới ngày mai tiếp tục theo dõi em gái mình. Sau đó anh đã đến quán bar để giải sầu. Trên đường về nhà lại chạm mặt Pallavi đang chở hàng bằng xe máy. Giao bấm còi inh ỏi khiến Pallavi giật mình ngã xuống đường. Xuống xe Giao nhận ra người phụ nữ trước mặt mình lại là Pallavi. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cả hai lại tiếp tục lời qua tiếng lại. Dù cố gắng lấn át Pallavi bằng thái độ hung hăng, nhưng Giao vẫn không thể nào cãi lại được cô. Trợ lý khuyên Giao không nên lãng phí thời gian với Pallavi. Lúc này cấp dưới nhận ra Pallavi chính là người phụ nữ đã ngăn cản anh ta theo dõi em gái Giao hồi sáng. Giao tức giận quay lại đe dọa Pallavi đừng cản đường mình nếu không đừng hòng được yên thân. Pallavi không hề sợ hãi trước lời đe dọa của Giao, thậm chí cô còn nhắc lại chuyện bố mẹ anh ấy. Giao phớt lờ Pallavi hất toàn bộ số rượu vào hàng hóa của cô, sau đó châm lửa đốt toàn bộ lô hàng rồi cảnh cáo Pallavi nếu còn dám chống đối, cô sẽ có kết cục như những món hàng kia. Pallavi chỉ biết bất lực nhìn số hàng hóa bị thiêu rụi, cửa hàng nhỏ của cô vốn dĩ đã khó khăn, giờ lại càng thêm chật vật. Hôm sau, cô gái hôm qua còn ve vãn Giao đã tay trong tay với chồng sắp cưới của mình đến cửa hàng trang sức của Giao để mua sắm cho đám cưới. Giao vốn là người không tin tưởng phụ nữ, nên anh cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước những chuyện như thế này. Tối hôm đó, Anjali lại đến quán bar tìm Giao. Giao hỏi cô ta không sợ chồng sắp cưới phát hiện hay sao. Anjali nói mình chẳng quan tâm rồi hỏi ngược lại Giao còn chần chừ gì nữa. Thế là Giao không còn kiềm chế bản thân nữa, hai người ngày càng tiếp xúc thân mật. Ngay sau đó Giao đã đưa Anjali về nhà mình. Anjali nằm trên giường chờ đợi Giao ân ái, không ngờ Giao lại gọi chồng sắp cưới của Anjali đến. Anjali định chạy đến giải thích liền bị anh ta cho một cái bạt tai và cảm ơn Giao đã cho mình biết sự thật. Anjali tức giận cảnh cáo Giao sẽ phải trả giá cho việc này. Bên này sau khi bị Giao đốt cháy hết hàng hóa, Pallavi không dám nói với mẹ vì cô đã luôn bảo em gái Giao giả mạo sổ sách tạo vỏ bọc cửa hàng làm ăn phát đạt. Dù đã báo cảnh sát tố cáo Giao, nhưng ngay cả cảnh sát trưởng cũng là người của Giao. Sau khi nhận được tiền bịt miệng, ông ta còn dọa sẽ bắt Pallavi. Chưa hết, chủ nhà lại đến đòi tăng tiền thuê. Nếu trong vòng 2 ngày mà Pallavi không trả tiền thì ông ta sẽ báo cho bố chồng cô biết chuyện. Tối hôm đó, Pallavi lo lắng đi bộ về nhà thì phát hiện có một chiếc xe đang theo dõi mình, nhận thấy nguy hiểm cô vội vàng bỏ chạy. Quay đầu lại Pallavi thấy chiếc xe đã biến mất, tuy nhiên vừa mới thở phào cô đã bị ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt. Nhìn biển số xe, Pallavi nhận ra đó là xe của Giao. Chiếc xe từ từ tiến lại gần, Pallavi chỉ biết lùi lại phía sau. Người bước xuống xe quả nhiên là Giao. Nhớ lại trước đó Pallavi dám vuốt má mình, còn dám báo cảnh sát bắt mình. Anh ép Pallavi tới mép đường chế giễu cô ấy, không phải cô không sợ gì sao, tại sao lại lùi lại? Pallavi sợ đến mức hồn siêu phách lạc, nhắm mắt chờ đợi trận đòn. Thế nhưng Giao lại bất ngờ kéo váy của Pallavi lên giúp cô lau mồ hôi trên mặt. Lúc này điện thoại của Pallavi bất ngờ reo lên. Giao thấy vậy liền giật lấy điện thoại. Anh biết cách tốt nhất để đối phó với người nghèo là khiến họ nghèo hơn. Anh ném chiếc điện thoại xuống ngay trước bánh xe mình. Pallavi định nhặt lên nhưng bị Giao lái xe chèn ép. Khi bánh xe sắp cán qua điện thoại, Giao đã phanh gấp lại. Anh ta cảnh cáo Pallavi đây là cơ hội cuối cùng cho cô, sau đó lái xe bỏ đi. May mắn là điện thoại của Pallavi không bị hỏng. Về đến nhà, Pallavi đành phải tháo những sợi vàng trên đồ trang sức cưới của mình để bù đắp vào khoản lỗ của cửa hàng. Cuối cùng cô cũng gom đủ tiền để trả tiền thuê nhà và tiền hàng. Về phần Giao, cuối cùng anh đã tìm được địa chỉ của mẹ và em gái. Vào ngày giỗ của bố, anh đến để thắp hương cho nhưng bị mẹ ngăn cản. Mẹ nói rằng mình không phải là mẹ của anh ấy, tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhưng thằng bé đã không còn trên đời này nữa rồi. Đối với tôi mà nói, anh chính là hung thủ đã giết chồng và con trai của tôi. Dù Giao có giải thích những gì anh làm đều là vì gia đình, thậm chí quỳ xuống cầu xin mẹ hãy cho mình vào trong một lần để thắp cho bố và em trai nén nhang thì mẹ vẫn lạnh lùng đóng cửa đuổi anh đi. Nhớ lại hồi bé, tuy gia đình không giàu có nhưng lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ Giao đã trở thành tỷ phú nhưng lại bị chính mẹ ruột của mình xem là kẻ đã hại chết bố và em trai, đến tư cách thắp cho họ nén nhang cũng không có, điều này khiến Giao không thể nào chấp nhận được. Trong lúc rối bời, anh vô tình dẫm phải mảnh vỡ của kính. Trợ lý thấy vậy vội vàng ra đỡ anh ngồi xuống. Trợ lý thắc mắc tại sao mẹ và em gái lại căm ghét anh đến vậy. Giao bộc bạch rằng cái chết của bố và em trai anh đều là do một người phụ nữ gây ra, đó cũng là lý do anh cực kỳ căm ghét phụ nữ. Hôm sau, Pallavi và mẹ đến một ngôi đền để cầu nguyện nhưng bên ngoài lại có rất nhiều người đang xếp hàng dài. Pallavi tiến lại gần hỏi lý do thì được bảo vệ cho biết sẽ có một vị quan chức cấp cao của chính phủ đến đây, trước đó sẽ không ai được vào. Mọi người đều tỏ vẻ bất mãn trước chuyện này. Pallavi tò mò muốn biết vị quan chức đó là ai. Đúng lúc này một đoàn xe tiến đến, hóa ra là Giao đang hộ tống vị quan chức đến đây để cầu nguyện nhằm lấy lòng ông ta. Việc ngăn cản người dân vào bên trong không phải do Giao yêu cầu mà là do vị quan chức muốn được tham quan cùng vợ một cách riêng tư. Giao thấy vậy liền ra lệnh cho trợ lý mang nước và đồ ăn nhẹ cho những người đang đứng chờ bên ngoài. Tuy nhiên Pallavi lại hiểu lầm rằng chính Giao là người đã ra lệnh ngăn cản người dân. Cô lên tiếng chỉ trích anh ta vì lợi ích cá nhân mà khiến bao nhiêu người phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ. Lúc này bố của Pallavi cũng đã đến.
Giao vênh váo bước đến trước mặt Pallavi, anh không ngờ cô lại dám lên tiếng bất kính với mình. Pallavi không hề sợ hãi, cô thẳng thừng đáp trả rằng cô không quan tâm anh ta nghĩ gì. Không thể nhịn được nữa, Giao giơ chân đạp đổ hàng rào nhưng rồi vẫn cố kìm nén cơn giận, yêu cầu Pallavi cút khỏi đây ngay lập tức. Bố của Pallavi thấy vậy liền gọi Giao lại. Dừng lại, cậu vừa bảo ai cút, cậu dùng thái độ này để nói chuyện với con gái của tôi sao, cậu tưởng mình là ai, chỉ vì có tiền mà có thể nghĩ mọi thứ đều là của anh sao? Lời nói của bố Pallavi như châm ngòi cho sự phẫn nộ của những người xung quanh, tất cả đều muốn dạy cho những kẻ giàu có ngạo mạn này một bài học. Họ đồng loạt xông vào trong đền, cảnh tượng hỗn loạn đó khiến Giao nhớ lại cái ngày bố và em trai mình bị một đám đông hung hãn xông vào nhà cướp phá, dẫn đến cái chết của cả hai. Quá hoảng sợ, Giao bị xô ngã gần như bất tỉnh, Pallavi vội vàng chạy đến che chắn cho anh để anh không bị đám đông dẫm đạp. Sự việc bị gián đoạn khiến vị quan chức vô cùng tức giận, vợ ông ta còn bị xô ngã đến mức phải nhập viện. Giao cũng không vừa, anh ta lớn tiếng chỉ trích vị quan chức vì cố tình ngăn cản người dân nên mới xảy ra sự việc như vậy. Vị quan chức đe dọa sẽ cho Giao biết kết cục của việc đắc tội với ông ta. Ngay sau đó, hải quan đã phát hiện ra số kim cương trị giá 500 triệu rupee mà Giao buôn lậu, Giao đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Pallavi. Ở một diễn biến khác, bà thím phát hiện ra Pallavi đã tháo những sợi vàng trên chiếc sari để bù vào số tiền thua lỗ của cửa hàng. Bà ta liền thông báo sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con gái vào ngày mai, buộc Pallavi phải dành toàn bộ số tiền mình có để mua quà cho con gái mình. Pallavi chỉ còn cách trì hoãn việc trả tiền thuê nhà, chủ nhà đồng ý cho cô thêm 3 ngày. Dù đã được gia hạn thêm 3 ngày nhưng Pallavi vẫn chưa xoay sở được tiền thuê nhà. Cô biết rằng việc kiếm đủ tiền trong thời gian ngắn như vậy là bất khả thi, trừ khi có một đơn đặt hàng lớn chưa từng có. Đúng lúc này Giao xuất hiện trước cửa hàng của Pallavi, nhìn thấy Giao, Pallavi biết ngay anh ta đến đây không phải để làm điều tốt đẹp gì. Giao yêu cầu Pallavi mang ra những chiếc sari đắt nhất cho mình xem nhưng lại chẳng vừa mắt cái nào. Sau khi tìm được một chiếc ưng ý, anh yêu cầu Pallavi mặc thử, nhìn thấy Pallavi trong bộ sari đó, Giao bỗng chốc si mê, Pallavi không hiểu Giao đang muốn làm gì. Điều họ không ngờ là Giao tuyên bố sẽ mua tất cả số sari trong cửa hàng rồi cố tình làm đổ trà lên đôi giày da của mình, sau đó lấy chiếc sari mà Pallavi đang mặc để lau. Pallavi vô cùng tức giận trước hành động của Giao, Giao ném một túi tiền về phía Pallavi, nói rằng những chiếc sari này giờ đã là của anh ta muốn làm gì thì làm. Pallavi cảnh cáo Giao nếu không thích thì trả lại hết cho cô, đừng sỉ nhục chúng như vậy. Giao phớt lờ Pallavi trực tiếp cầm chiếc sari trên tay xé nát trước mặt cô. Sau đó Giao hỏi Pallavi cảm giác thua lỗ thế nào rồi nói 5 năm nay đây là lần đầu tiên công việc kinh doanh của anh ta phải chịu tổn thất vì Pallavi. Anh cảnh cáo Pallavi nếu còn dám cản đường, mình sẽ khiến Pallavi phải hối hận. Khi rời đi, chiếc áo của Giao lại bị vướng vào sari của Pallavi, anh tháo mạnh ra rồi bỏ đi một cách ngạo mạn. Pallavi đuổi theo nói số sari anh làm hỏng trị giá 3.000 rupee, 47.000 còn lại trả lại cho anh. Giao nói số tiền còn lại coi như anh bố thí cho cô. Pallavi cứng cỏi đáp trả mình không nhận tiền bố thí, hãy dùng số tiền đó để giúp đỡ những người thực sự cần, cô có thể tự mình gây dựng lại cửa hàng, không cần lòng thương hại của ai cả. Nói rồi cô nhét số tiền vào tay Giao. Thái độ kiên cường bất khuất của Pallavi khiến Giao càng thêm tức giận, anh định tiếp tục gây chuyện nhưng đã bị trợ lý ngăn lại, tên trợ lý nói rằng mình có kế hoạch hay hơn. Lúc này Pallavi thực sự đang rất khó khăn, cô dùng số tiền bán sợi vàng để mua tặng em họ một đôi bông tai thật đẹp. Vừa bước ra khỏi cửa, cô bàng hoàng khi thấy Giao đang đứng trước cửa nhà mình. Giao đã mua rất nhiều đồ gia dụng, nói rằng mình biết Pallavi đang rất cần tiền, coi như anh quyên góp số tiền đó cho người có nhu cầu. Pallavi nói mình sẽ không nhận số tiền bẩn thỉu đó, mau mang đồ của anh đi chỗ khác. Lúc này mẹ của Pallavi nhìn thấy đống đồ điện trước cửa nhà, bà lầm tưởng đó là quà cưới mà Pallavi mua cho em họ nên đã nói mẹ còn lo con không đủ tiền mua quà cưới cho em họ. May quá không bị bà thím chê cười chúng ta keo kiệt rồi, không ngờ con lại hiểu chuyện như vậy. Người mẹ còn tưởng Giao là nhân viên giao hàng, vội vàng giục mọi người khiêng đồ vào nhà, trợ lý danh mãnh liền tốt bụng nói rằng họ chỉ phụ trách giao hàng đến đây, Pallavi định lên tiếng giải thích, nhưng mẹ đã gọi người đến khiêng đồ vào nhà. Trong lễ cưới của em họ, mẹ của Pallavi không ngừng khoe khoang về những món quà giá trị với bà thím. Nhìn thấy mẹ vui vẻ, Pallavi không khỏi chạnh lòng khi nhớ về đám cưới của chính mình. Làm gì có cô gái nào không mơ ước về ngày trọng đại của cuộc đời chứ? Vậy mà cô chỉ được làm cô dâu trong một ngày rồi trở thành hóa phụ. Hướng về phía thần linh, Pallavi thầm thề rằng mặc dù Giao là một kẻ ngạo mạn nhưng cô sẽ đền đáp lại lòng tốt của anh ta vì khoảnh khắc hạnh phúc này. Thế nhưng bà thím vẫn chưa chịu buông tha cho Pallavi. Khi cô trao nhẫn cho em họ thì chủ nhà bất ngờ xuất hiện. Cô định tìm cách đuổi ông ta đi, nhưng bà thím lại nhờ cô mang quà vào phòng cho em họ. Khi cô quay lại thì không thấy chủ nhà đâu nữa. Anh hốt hoảng chạy đi tìm phát hiện ông ta đang nói chuyện với bố chồng. May mắn là chủ nhà không tiết lộ chuyện thua lỗ của cửa hàng, nhưng ông ta đã biết chuyện cô dùng tiền đóng tiền nhà để mua vàng cho em họ. Pallavi cầu xin chủ nhà thư cho mình thêm vài ngày nữa. Bố chồng bị bệnh tim, cửa hàng này là niềm tự hào của ông ấy nên cô mới làm sổ sách giả để che giấu bố chồng. Tên chủ nhà gian xảo đã lén ghi âm lại toàn bộ lời thú tội của Pallavi đe dọa cô chỉ có 2 ngày để trả tiền cho mình. Quả nhiên là bà thím đã gọi ông chủ nhà đến đây.
Hôm sau Pallavi phải chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm đơn hàng. Cô đến một cửa hàng trang sức và ngỏ ý muốn gặp chủ cửa hàng để bàn chuyện hợp tác thì nhận ra chủ cửa hàng trang sức này chính là Giao. Sợ bị phát hiện, cô vội vàng lẩn trốn. Đợi Giao rời đi, cô hớt hải bỏ chạy nhưng lại vô tình làm rơi chiếc vòng tay trên quầy trưng bày khiến chuông báo động của cửa hàng vang lên inh ỏi. Trước cảnh tượng này, nhân viên bán hàng vẫn rất bình tĩnh bởi họ có một hệ thống an ninh vô cùng hiện đại, đó là chiếc lồng sắt chống trộm. Khi Pallavi định bỏ đi đã va phải Giao, thế là hai người bị nhốt chung trong lồng sắt. Sau một hồi nhìn nhau đắm đuối, cả hai mới sực tỉnh. Pallavi vội vàng giải thích là do trang sức bị mắc vào tay chứ cô không hề có ý định trộm cắp. Giao nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng tay ra khỏi người Pallavi. Lúc này cô nàng như chú chim sợ cành cong, luống cuống không biết làm sao để ra khỏi lồng. Giao thấy vậy liền ra hiệu cho cấp dưới mở cửa ra cho mình. Pallavi vội vàng cầm túi sách của mình rời khỏi cửa hàng. Nhân viên bán hàng thấy vậy liền hỏi Giao sao lại thả kẻ trộm đi, chắc chắn là cô ta đang lừa anh. Giao lại nói rằng anh nhìn thấy sự chân thành trong mắt cô gái này, đây là điều mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ người phụ nữ nào khác. Sau khi để vụt mất đơn hàng, Pallavi tình cờ nghe được vị khách trong tiệm đang cần tìm người cung cấp đồ ăn cho sự kiện tại viện dưỡng lão vì nhà thầu trước đó đã hủy hợp đồng vào phút chót. Trong khi thời gian đã quá gấp, bà ấy không có thời gian tìm người thay thế. Vậy là Pallavi quyết định đánh liều nhận đơn hàng này. Vị khách đưa Pallavi đến viện dưỡng lão để nhận thực đơn. Pallavi không hề hay biết ổn chủ của viện dưỡng lão từ thiện này cũng chính là Giao vì anh ấy đã dùng tên giả. Vị khách định đưa Pallavi đi gặp mặt Giao nhưng anh lại nhận được cuộc gọi của trợ lý báo rằng mẹ anh bị ốm nên đành phải rời đi trước. Trước khi đi anh không quên đưa tiền đặt cọc cho vị khách. Pallavi rất vui vì đã nhận được đơn hàng này. Lúc này, Anjali, người từng bị Giao làm bẽ một, nhận ra đây chính là cơ hội tốt để trả thù. Về phía Giao, anh tức tốc đến nhà mẹ mình. Trợ lý nói rằng bà bị ngộ độc thực phẩm, nôn mửa liên tục, cũng không chịu uống thuốc. Giao lo lắng chạy vào vội vàng pha thuốc cho mẹ, nào ngờ mẹ lại hất tung cốc thuốc, nói rằng thả chết chứ không chịu uống thứ do anh đưa. Giao thấy vậy đã quỳ xuống cầu xin mẹ, đồng thời khuyên nhủ em gái thuyết phục mẹ về nhà sống cùng mình, sức khỏe của mẹ là trên hết. Con không phải là người xấu đâu mẹ, chỉ cần mẹ cho con một cơ hội, con hứa sẽ không để mẹ phải thất vọng. Giao không ngờ mẹ anh lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng mẹ có một điều kiện là Giao phải chứng minh anh thật sự không phải là người xấu thì mình sẽ đi cùng anh. Đồng thời trong 2 ngày tới, nếu anh còn làm chuyện xấu nào mà đến tay mình, bà sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Pallavi ban đầu định nhờ người nhà giúp đỡ chuẩn bị thức ăn, nhưng mọi người đều bận việc riêng, mẹ con bà thím thấy cô mua nhiều đồ ăn như vậy, trong lòng lại dấy lên nghi ngờ. Trở về nhà, Pallavi phát hiện bình gas trong bếp đã hết sạch, rõ ràng là bà thím đã cố tình giở trò, chỉ còn 3 tiếng nữa là đến giờ giao hàng. Nhìn chiếc bếp lò trong góc bếp, Pallavi chợt nảy ra một ý tưởng, cô quyết định dùng những thùng giấy bỏ đi trong nhà làm nhiên liệu để nấu nướng. Nhờ vậy mà Pallavi đã kịp thời hoàn thành đơn hàng và đến viện dưỡng lão Giao đúng hẹn. Lúc này Giao đã trở lại, nghe thấy nhân viên ở đó chào hỏi ông chủ, Pallavi rất tò mò muốn biết vị ân nhân đã quyên góp xây dựng viện dưỡng lão này là ai. Cô lấy hết can đảm tiến đến chào hỏi, đúng lúc Giao quay đầu lại thì bị người phụ nữ ở đó ném bột sindu lên mặt. Pallavi cố nhịn cười đưa khăn tay cho người đàn ông tỏ ý thấu hiểu vì cô cũng từng bị ném bột màu như vậy mà không hề biết rằng người đàn ông trước mặt chính là kẻ đã ném bột màu lên cô ngày trước. Giao định lau bột màu bằng khăn thì một bà lão chạy đến bảo anh phải rửa ngay bằng nước nếu không sẽ để lại vết. Nghe xong Giao đành trả lại khăn rồi chạy đi rửa mặt. Khi trở ra anh thấy Pallavi đang ân cần múc cơm cho các cụ già thì bất giác nảy sinh thiện cảm với cô gái này. Sau khi nhận được thanh toán từ Giao, Pallavi đã trích một phần để quyên góp cho viện dưỡng lão. Cô còn tự tay làm những món ăn ngon để cảm ơn ông chủ viện dưỡng lão mà không hề biết rằng có kẻ đã giở trò với đồ ăn. Giao không muốn Pallavi biết mình chính là ông chủ, nên đã dặn nhân viên gửi một bức thư cảm ơn cho Pallavi. Pallavi mở thư cảm ơn ra phát hiện thấy một chiếc móc chìa khóa được tặng kèm. Giao không ngờ rằng Pallavi cũng gửi một lời nhắn cảm ơn trong hộp thức ăn. Đúng là một cô gái chân thành và đáng yêu, tay nghề nấu nướng của cô ấy cũng rất hợp khẩu vị của anh. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó, Giao đã cảm thấy choáng váng, toàn thân rã rời rồi gục xuống giường. Lúc này Anjali lén lút đi vào chuẩn bị thực hiện âm mưu trả thù. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giao thấy mình đang ở nhà. Anh nhận được thư mời tham dự lễ trao giải doanh nhân của năm, nhưng thư mời lại gửi cho cả gia đình. Giao biết mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý nên đã nhờ trợ lý đi nhận giải thay mình. Bên này chủ nhà đến đe dọa Pallavi, nói rằng nếu cô không trả tiền thuê nhà ngay hôm nay thì tối nay sẽ thấy hình mình trên trang nhất của tờ báo. Pallavi tắt máy vội vàng đi trả tiền thuê nhà và yêu cầu ông ta xóa đoạn video quay lén mình đi, nào ngờ gã chủ nhà lại lấy cơ sợ cô quỳ tiền nên phải giữ lại video. Pallavi thấy vậy đành phải lấy độc trị độc, cho ông ta xem đoạn video mà cô đã quay lén cảnh ông ta đang giao bán đồ nội thất tân trang với giá cắt cổ. Gã chủ nhà sợ hãi vội vàng xóa đoạn video quay lén Pallavi. Vừa thoát khỏi gã chủ nhà đáng ghét, Pallavi vui mừng vì giờ đây cô chỉ còn nợ mỗi ân tình của Giao vì đã mua giúp đồ gia dụng. Một lát sau cô lại tình cờ gặp Anjali ở viện dưỡng lão. Dù Pallavi không nhận ra Anjali, nhưng cô ta lại giả vờ như nhân viên viện dưỡng lão rồi khen ngợi món ăn của Pallavi. Rời khỏi viện dưỡng lão, Pallavi đã đến nhà Giao. Cô không khỏi choáng ngợp trước căn biệt thự sang trọng, nhưng khi nhìn thấy bức tranh khổng lồ vẽ hình Giao đang tạo dáng ngồi lòi trên tường, cô lại càng tin rằng anh ta là kẻ kiêu ngạo, thầm nói mình sẽ không bao giờ cúi đầu trước anh ta. Tuy nhiên Giao ở phía sau đã nghe được câu nói này. Pallavi quay lại thấy Giao thì giật mình ngã ngửa, may mà Giao nhanh tay túm được. Lần này Pallavi định đá xoáy
thì Giao lại thay đổi thái độ 180 độ, mời cô vào nhà uống trà. Hành động này khiến Pallavi vô cùng bất ngờ. Cô nói mình đến đây không phải để uống trà, lúc lấy tiền ra trả, do vội quá nên cô đã lỡ tay rút băng vệ sinh trong ví ra. Đây đúng là nơi thích hợp để tiền. Bị Giao nhắc nhở, Pallavi ngượng ngùng cất vội vào, trong lúc lúng túng cô còn làm rơi cả túi sách. Giao ân cần nhặt giúp Pallavi, thái độ hoàn toàn khác lạ của Giao khiến Pallavi càng thêm phần nghi ngờ, nhưng cô vẫn giữ thái độ cứng rắn, trả tiền xong liền vội vã rời đi. Giao mỉm cười nhìn theo dáng vẻ cố chấp giả vờ mạnh mẽ ấy thật đáng yêu. Lúc này trợ lý gọi điện báo cho anh biết có chuyện ở nhà, yêu cầu anh về ngay lập tức. Giao nghĩ có chuyện không hay xảy ra, vội vàng chạy vào nhà đã nhưng bị trợ lý ngăn lại. Hóa ra em gái đã thuyết phục được mẹ anh cùng tham dự lễ trao giải. Dù với lý do gì đi chăng nữa thì việc mẹ anh chịu xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc bà đã bắt đầu chấp nhận anh. Thế nhưng đúng lúc Giao định dẫn mẹ lên xe thì một đám phóng viên đột nhiên xuất hiện, họ buộc tội anh làm ô uế phụ nữ rồi chạy trốn, đồng thời yêu cầu anh phải rời khỏi thành phố. Đối mặt với lời buộc tội vô cớ, Giao không thể nào biện minh, thấy tên phóng viên tiếp tục buông lời xúc phạm bố, Giao nổi giận lao vào oánh hắn ta một trận, người mẹ vì quá sốc nên đã ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, người mẹ nhất quyết đòi con gái đưa mình rời khỏi bệnh viện, bà không muốn dùng tiền bẩn thỉu của con trai để chữa bệnh. Giao bước vào cố gắng trấn an mẹ, người mẹ nói mình hứa với anh chỉ cần 2 ngày, nếu như không nghe thấy bất cứ điều tiếng xấu nào về anh nữa thì mẹ sẽ chấp nhận anh, vậy mà anh thậm chí còn không cho mẹ lấy 2 ngày yên ổn. Nhưng người mẹ đâu biết rằng, những gì báo chí đưa tin về việc Giao làm hại phụ nữ đều là bịa đặt. Người mẹ một mực từ chối thừa nhận một đứa con trai độc ác như Giao, bà thả chết còn hơn ở lại nơi này. Giao bất lực đành yêu cầu y tá tiêm thuốc an thần cho mẹ mình. Em gái Giao cầu xin anh rời đi, bởi vì sự xuất hiện của anh chỉ càng khiến mẹ thêm tức giận. Giao không còn cách nào khác đành ngậm ngùi nghe theo, nhưng anh thề sẽ khiến kẻ hãm hại mình phải trả giá đắt. Sau khi điều tra, trợ lý đã phát hiện ra thành phần thuốc ngủ trong máu của Giao, đồng thời tìm thấy một đoạn camera giám sát trước cổng tòa soạn báo. Trong đoạn ghi hình, Anjali tay cầm những bức ảnh gài bẫy Giao đang lén lút nói chuyện với Pallavi. Nghĩ đến những mâu thuẫn trước đây với Anjali, Giao tin rằng đây là cái bẫy do Pallavi giúp Anjali bày ra để trả thù mình. Anh đã từng nghĩ Pallavi là một cô gái tốt, nào ngờ cô ấy lại là cùng một ruột với Anjali. Lúc này Pallavi đang vui vẻ nhảy múa cùng gia đình thì nhà bất ngờ bị cúp điện. Khi cô ra ngoài kiểm tra hộp điện, một bóng đen bất ngờ vụt qua, không cần nghĩ cũng biết đó là Giao. Giao trói Pallavi đến một con đường vắng vẻ khiến cô vô cùng sợ hãi, nhưng lúc này chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Giao chất vấn Pallavi, có phải cô đã thông đồng với Anjali để hủy hoại danh tiếng của tôi? Pallavi khẳng định mình không hề quen biết Anjali, chỉ là hôm đó mình vô tình va phải cô ta. Giao không tin, tiếp tục hỏi có phải hôm đó, có phải đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của tôi không? Vì chưa từng làm việc này, đương nhiên Pallavi đã phủ nhận. Cô còn hỏi ngược lại Giao sao lại biết ông chủ viện dưỡng nữ. Giao không muốn phí lời, anh chưa bao giờ tin lời phụ nữ, nếu cô ấy đã không thừa nhận thì anh sẽ tiễn cô lên đường. Chiếc xe tải đang lao đến ngày càng gần, Pallavi vùng vẫy, cố gắng thoát ra, đồng thời một mực khẳng định mình không làm gì cả. Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giao đã liều mình cứu Pallavi. Pallavi kinh hồn bạt vía không nói nên lời, Giao lạnh lùng tuyên bố sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy. Nếu không rời khỏi thành phố này thì mỗi ngày trôi qua anh sẽ khiến cô sống không bằng chết. Pallavi thất thểu trở về nhà ngã quỵ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Những gì vừa xảy ra như một cơn ác mộng đối với cô, nhưng cô lại không dám kể ra sự thật, bởi vì cô hiểu rõ với thế lực của Giao, việc đối phó với gia đình cô chẳng khác nào bóp chết một con kiến, nên chỉ nói dối mình đã chứng kiến một vụ tai nạn xe tải trên đường và bị thương khi cố gắng giữ chân tài xế gây tai nạn. Hôm sau Giao đến bệnh viện ngăn cản mẹ không được về nhà, anh cảnh báo mẹ nếu không phẫu thuật, mình sẽ dùng đến biện pháp mạnh. Mẹ Giao là một người cứng cỏi, bà đáp trả rằng chiêu trò đó chỉ có thể áp dụng với người hầu của anh chứ bà không dễ bị khuất phục như vậy, bà thả chết còn hơn phải chứng kiến anh tiếp tục gieo rắc tội ác. Giữa lúc hai mẹ con đang cãi vã, mẹ Giao bỗng lên cơn đau dữ dội, Giao vội vàng bế mẹ lên giường chuyển bà vào phòng cấp cứu. Nhìn mẹ được đưa đi, Giao vô cùng căm phẫn, anh đã rất khó khăn mới có thể lấy lại được lòng tin của mẹ, vậy mà chỉ vì bị Pallavi hãm hại, mẹ thà chết cũng không muốn nhận siro của anh thề sẽ không tha cho Pallavi. Hôm sau Pallavi đến cửa hàng đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Sari bị vứt ngổn ngang ngoài đường, máy ủi đang trực chờ san bằng cửa tiệm của cô. Pallavi lao ra, dùng chính thân thể nhỏ bé để ngăn cản, công nhân nói cửa hàng được xây dựng trái phép, không có giấy tờ hợp lệ nên buộc phải phá bỏ. Pallavi vội vàng gọi điện cho chủ nhà, mong muốn một lời giải thích, không ngờ chủ nhà chưa mời đã tự tới. Ông ta xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, đeo chiếc kính râm đắt tiền còn nguyên cả tem mác. Pallavi cầu xin ông ta đưa ra giấy tờ hợp lệ để ngăn chặn việc phá dỡ thì ông ta thản nhiên tuyên bố mình đã bán cửa hàng. Pallavi gặng hỏi thông tin về chủ nhân mới, câu trả lời không ai khác chính là Giao. Hóa ra để trả thù Pallavi, Giao đã mua lại cửa hàng của cô từ chỗ chủ nhà. Dù chủ nhà trước đó chưa hề có ý định bán, nhưng ông ta không thể thoát khỏi sự mê hoặc trước sắc tiền của Giao. Giờ đây hy vọng duy nhất của Pallavi là đến gặp Giao và xin lại giấy tờ hợp lệ trước khi rời đi. Chủ nhà cũ còn tiện tay lấy đi vài bộ sari còn nguyên vẹn. Ngay sau đó Pallavi đã đến nhà Giao, vừa xuống xe cô đã chạm mặt Giao, ánh mắt hai người nhìn nhau tóe lửa đầy hận thù. Pallavi cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đề nghị được nói chuyện nhưng đã bị Giao phớt lờ.
Pallavi bất lực ngồi chờ ở dưới nhà, còn Giao lên phòng theo dõi cô qua camera an ninh, nhìn người phụ nữ khiến mẹ mình phải nằm viện. Anh lạnh lùng ra lệnh cho quản gia bật điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất. Lúc này Pallavi nhận được điện thoại từ cửa hàng, Giao cố tình bật nhạc thật to để phá đám cuộc gọi. Pallavi đành nhắn tin cho nhân viên cố gắng câu giờ, hứa sẽ mang giấy tờ về trước 5 giờ chiều. Nhìn Pallavi run rẩy vì lạnh đến mức đánh rơi cả cốc nước, áo còn bị rách ra, Giao chợt nảy lòng thương cảm. Khi anh xuống nhà đúng lúc Pallavi định lên lầu, tuy nhiên anh vẫn phớt lờ Pallavi mà đi thẳng xuống tiếp khách. Pallavi nài nỉ xin Giao cho mình 2 phút, Giao không ngờ Pallavi có thể chịu đựng đến mức này bèn cởi áo khoác của mình choàng lên người Pallavi. Đừng ở đây bày ra bộ mặt như kẻ ăn xin nữa, tôi có nguyên tắc của tôi. Pallavi giải thích mình không đến đây để cầu xin lòng thương hại, cô chỉ cần giấy tờ hợp lệ của cửa hàng, nếu không nhân viên thành phố sẽ phá hủy nó trước 5 giờ. Nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút, Giao đã ném tập tài liệu cho Pallavi, nhưng từ đây đến cửa hàng mất tận nửa tiếng, Pallavi không chút do dự lao ra như một cơn gió. Ở cửa hàng nhóm công nhân đã mất kiên nhẫn chuẩn bị cho máy ủi hoạt động, trên đường đi Pallavi chạy nhanh đến mức giày bị rách, cô đành bỏ lại rồi chạy tiếp. Đúng lúc rẽ vào góc cua, một chiếc xe máy điện đã đâm sầm vào cô. Pallavi không màng tới vết thương loay hoay tìm kiếm tập tài liệu, may mắn thay nó nằm trên miếu thờ gần đó. Pallavi thầm cảm ơn thần linh đã phù hộ, nhưng bây giờ chỉ còn 2 phút. Khi cô về tới cửa hàng phát hiện nó vẫn còn nguyên vẹn, nhóm công nhân thì đã biến mất. Ngay sau đó cô đã nhận được cuộc gọi của Giao với những lời nói đầy mỉa mai. Lúc này cô mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra tất cả chỉ là một trò trả thù được anh ta sắp đặt tỉ mỉ. Giao nói với Pallavi kể từ giờ, từng ngày trôi qua với cô sẽ là một cơn ác mộng cho đến khi nào cô cút khỏi thành phố này. Đồng thời Giao còn cho cô biết sự thật phũ phàng đó là tập tài liệu mà anh ta đưa chỉ là những tấm vé tàu mang tên các thành viên trong gia đình cô. Pallavi hiểu rằng cô phải tìm ra kẻ đã hãm hại Giao chứng minh mình vô tội mới có thể chấm dứt chuỗi ngày kinh hoàng này. Lúc này tại bệnh viện, mẹ Giao đang trong tình trạng nguy kịch vì bà ấy kiên quyết từ chối sử dụng máu của Giao. Giao gằn giọng đe dọa bác sĩ làm theo ý mình, nhưng vị bác sĩ cương quyết từ chối, khẳng định không thể làm trái ý muốn của bệnh nhân. Trong cơn thịnh nộ, Giao định giở thói côn đồ nhưng em gái hắn đã kịp thời ngăn cản, nói rằng mẹ đã nói đúng, anh chính là vết nhơ của gia đình này, lúc nào cũng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mẹ ra nông nỗi này là do một tay anh gây ra. Một lát sau, Pallavi tình cờ đến bệnh viện kiểm tra, nhìn thấy một bà lão bị gia đình bỏ rơi vì ung thư, cô chỉ có thể giúp đỡ trong khả năng hạn hẹp của mình, sau đó tặng bà lão chiếc vòng tay của mình, nói rằng đeo chiếc vòng tay này mọi điều ước sẽ thành hiện thực. Lúc cô rời đi, Giao cũng bước ra từ cửa phụ, nhìn thấy bà lão vô gia cư, nghe bà nói mình bị ung thư và bị gia đình bỏ rơi, Giao đã động lòng thương, anh đưa tiền cho bà lão để chữa bệnh và danh thiếp của mình để bà liên lạc khi gặp khó khăn. Hành động này khiến bà lão vô cùng cảm động, bà đeo chiếc vòng tay Pallavi vừa tặng lên tay Giao, nói rằng điều ước của bà đã thành hiện thực, chiếc vòng này cũng có thể giúp điều ước của anh thành hiện thực. Sau khi xử lý vết thương, Pallavi nghe nói có bệnh nhân cần truyền máu trùng hợp với nhóm máu hiếm của cô nên cô đã hỏi xem mình có thể hiến máu không. Thấy con gái của bệnh nhân chính là kế toán của cửa hàng mình, cô yêu cầu bác sĩ không được tiết lộ danh tính của mình. Giao giàu có nhưng lại không thể cứu sống mẹ mình, anh chỉ có thể đến chùa cầu nguyện và làm việc thiện để cầu phúc cho mẹ. Không ngờ chiếc vòng tay bị mắc vào xô nên khi anh kéo ra thì nó đã bị đứt. Cùng lúc đó tình hình của mẹ anh ngày càng trở nên nguy kịch, may mà lúc này Pallavi cũng đã hoàn thành việc hiến máu. Người giúp việc mang nước đến cho Giao khuyên anh uống một chút, Giao nói rằng trước khi điều ước của mình thành hiện thực, anh sẽ không uống một giọt nước nào. Tại bệnh viện, bác sĩ báo cho em gái Giao rằng may mắn đã tìm được người hiến máu kịp thời nên mẹ cô đã qua cơn nguy kịch. Em gái muốn biết tên người hiến máu nhưng bác sĩ nói rằng người đó yêu cầu được giấu tên, em gái chỉ biết cầu nguyện thần linh phù hộ cho cô ấy. Giao cũng nhận được điện thoại của trợ lý thông báo rằng mẹ anh đã qua khỏi nguy hiểm. Giao thề sẽ báo đáp ân nhân này mà không hề biết rằng người anh muốn trả thù và người anh muốn báo đáp đều là cùng một người. Mối quan hệ giữa Giao và mẹ anh không hề được cải thiện sau khi bà khỏi bệnh. Em gái mong anh đừng đến gặp mẹ nữa. Rắc rối của Pallavi cũng không dừng lại như lời Giao nói. Hôm nay một người lái xe ba bánh yêu cầu cô giữ hộ đồ cho mình, sau đó liền rời đi, bên trong bọc giấy đó là 50.000 rupee. Không lâu sau, người đàn ông đó dẫn cảnh sát đến nhà tố cáo Pallavi ăn trộm tiền của mình. Hắn ta còn già vừa đáng thương, quỳ xuống cầu xin cô trả lại tiền. Đương nhiên Pallavi sẽ không thừa nhận mình ăn trộm. Cô nói với cảnh sát chính hắn ta nhờ cô cầm hộ rồi lấy tiền ra trả lại. Tuy nhiên người đàn ông lại nói dối rằng số tiền của mình là 70.000 rupee. Cảnh sát không cần điều tra gì thêm lập tức bắt giữ Pallavi. Đúng lúc này Giao nghe tin mẹ mình sắp xuất viện nên anh muốn tự mình đến đón mẹ. Trợ lý hỏi anh không sợ mẹ lại giận nữa sao. Giao tự tin rằng mình có cách. Anh cho tài xế đến đón mẹ trước, đương nhiên mẹ anh nhất quyết không chịu lên xe anh. Sau đó Giao đích thân lái một chiếc taxi đến để tránh bị mẹ nhận ra. Anh còn bôi đen cả mặt. Tuy nhiên dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, sao mẹ anh có thể không nhận ra. Nhưng nghĩ đến việc Giao đã tốn công vì mình như vậy, bà cũng không vạch trần con trai. Giao rất muốn được ngồi cạnh mẹ nhưng chỉ có thể len lén nhìn qua gương chiếu hậu. Kể từ khi bố và anh trai qua đời, anh chưa bao giờ thấy nụ cười của mẹ. Mẹ anh cũng rất nhớ đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo ngày nào, nhưng mọi thứ giờ đã khác. Về đến nhà, Giao xoa chân mẹ, tự trách mình chưa làm tròn bổn phận của một người con trai, nhưng mẹ vẫn không thể tha thứ cho anh. Bà quay mặt đi cố gắng che giấu những giọt nước mắt.
Bên này bố mẹ Pallavi đến đồn cảnh sát trưởng nói với họ rằng cảnh sát ở đây chưa từng bắt giữ Pallavi. Hóa ra những người bắt giữ Pallavi là cảnh sát giả, Pallavi phát hiện ra liền vùng vẫy, cố gắng thoát thân nhưng đã bị ai đó oánh ngất từ phía sau. Sau đó Pallavi được đưa đến một nhà kho bỏ hoang, cô chất vấn những kẻ bắt cóc, muốn biết ai đứng sau vụ này, mặc dù không có được câu trả lời, nhưng Pallavi biết chắc chắn đó là do Giao giở trò. Lúc này Giao đang chìm đắm trong men rượu, anh ta cho rằng chính Pallavi đã khiến mẹ không chấp nhận mình. Khi Pallavi đang cố gắng cởi trói thì một tên côn đồ đi tới cởi trói cho cô và muốn đưa cô ấy đi. Tuy nhiên hành động của anh ta bị đồng bọn phát hiện, thấy vậy anh ta đã chặn chúng lại để Pallavi chạy thoát. May mắn thay một chiếc xe tải đã giúp Pallavi có thời gian chạy vào rừng trốn thoát những kẻ truy đuổi nhưng do quá hoảng loạn, cô đã ngã xuống đường. Khi Pallavi vừa đứng dậy thì một chiếc xe hơi lao tới nên cô lại ngất xỉu, may mà chiếc xe đã kịp thời phanh lại. Người đàn ông bước ra khỏi xe chính là Giao đang say xỉn, trợ lý nhận ra người phụ nữ nằm trên đường là Pallavi, Giao liền bế cô ấy lên xe của mình. Sáng hôm sau Giao đã rất bất ngờ khi thấy trợ lý nói tối qua mình đã đưa Pallavi về nhà. Anh giải thích rằng vì mình say, nếu không anh đã ném Pallavi lên đường ray rồi sai trợ lý đuổi Pallavi ra khỏi nhà. Pallavi tỉnh lại phát hiện mình đang ở nhà Giao, thấy Giao đang làm lễ ở phòng khách, cô không thể chịu đựng thêm nữa, đi tới chất vấn Giao tại sao dám làm như vậy. Giao không muốn cãi nhau với Pallavi trước mặt khách hàng, chỉ yêu cầu cô mau chóng rời đi. Pallavi nói mình sẽ không bao giờ sợ Giao nữa vì việc Giao bắt cô đến nhà anh ta đã đi quá giới hạn. Cô thẳng thắn kể ra mọi tội ác của Giao trước mặt khách hàng. Giao thấy vậy liền yêu cầu bảo vệ đưa Pallavi đi nhưng đã bị cô ấy cản lại. Một người không tôn trọng phụ nữ như anh không xứng đáng được thần linh phù hộ vì thần linh luôn bảo vệ phụ nữ. Tôi có thể kiện anh nhưng tôi biết cảnh sát thành phố này nằm trong tay anh. Anh đã giam cầm tôi cả đêm. Anh có biết gia đình tôi đã phải chịu đựng như thế nào không? Một người không có gia đình như anh làm sao biết được tầm quan trọng của gia đình và nỗi khổ khi mất đi người thân của họ? Giao muốn Pallavi im lặng nhưng không thể nói được gì. Pallavi tiếp tục chế giễu Giao là kẻ đáng thương không có tình yêu, là người duy nhất trên thế giới này mà cô ấy ghét cay ghét đắng. Cô thể sẽ không khuất phục trước Giao, dù anh ta có làm gì đi nữa, cô cũng không rời khỏi thành phố này. Vì khách hàng nghe xong mọi chuyện quyết định hủy bỏ hợp tác, Pallavi nói với Giao rằng đó là do anh ta tự làm tự chịu, sau đó ngẩng cao đầu rời đi. Pallavi, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô. Cũng giống như màn giải Sindhu trước đó, vòng hoa của thần Shiva, biểu tượng của tình yêu, lại được đặt trên đầu Pallavi, cô tháo vòng hoa đặt lên bàn thờ rồi bỏ đi. Tuy nhiên vụ bắt người lần này không phải do Giao gây ra mà là do em chồng của Pallavi, anh ta nợ 150.000 rupee vì cá độ trực tuyến nên chủ nợ đã bắt Pallavi để uy hiếp. Người đàn ông tối qua là bạn của em chồng, đó là lý do tại sao anh ta đã giúp Pallavi trốn thoát. Anh ta nói với em chồng Pallavi rằng nếu không có tiền, những kẻ đó sẽ không tha cho anh ta và gia đình họ. Giao cũng sẽ không buông tha cho Pallavi. Ngay hôm sau khi Pallavi đến cửa hàng, cô phát hiện sari trong cửa hàng đã bị thay thế bằng đồ lót phụ nữ. Những khách hàng đang đợi bên ngoài rất tức giận, họ chỉ trích Pallavi kinh doanh gian lận, làm tổn hại thuần phong mỹ tục. Pallavi biết đây chắc chắn là do Giao trả thù. Cô định gọi điện cho Giao thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong cửa hàng. Cô đến gần định lấy điện thoại nhưng Giao đã nhanh tay hơn. Anh ta không hề che giấu trò đùa của mình, nói rằng cửa hàng này sẽ bán những thứ mà anh muốn bán, rồi sỉ nhục Pallavi không biết cách kinh doanh. Giao tiện tay cầm một bộ đồ lót lên nói hôm nay nhà mình có buổi triển lãm trang sức, nếu cô mặc cái này đến giúp anh ta bán trang sức, anh ta có thể cân nhắc không quấy rầy cửa hàng của cô nữa. Một lát sau Pallavi tự tin bước vào buổi triển lãm trang sức của Giao, ngang nhiên giới thiệu những sản phẩm thủ công tinh xảo làm từ sari của mình cho các khách hàng khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Giao chất vấn Pallavi đến đây làm gì, Pallavi bình tĩnh đáp chả chẳng phải anh mời tôi sao, anh yên tâm, tôi sẽ không dùng chiêu trò bẩn thỉu để hạ bệ người khác như anh đâu, tôi đến đây chỉ để bù đắp thiệt hại mà cửa hàng tôi phải gánh chịu sáng nay vì anh mà thôi. Một vị khách nhận ra Pallavi đã lên tiếng hỏi có phải bố cô là nghệ nhân làm đồ thủ công từ sari nổi tiếng không, tôi rất thích những sản phẩm của ông ấy. Lời giới thiệu này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, họ tò mò vây quanh Pallavi, trầm trồ trước những sản phẩm tinh xảo. Giao cảnh cáo Pallavi sẽ phải hối hận vì trò chơi này, nhưng Pallavi chẳng mảy may sợ hãi. Buổi triển lãm bất đắc dĩ mang về cho Pallavi rất nhiều đơn đặt hàng, điều này càng tiếp thêm cho cô quyết tâm chiến đấu với Giao. Trở về nhà, gia đình đã chào đón cô bằng một bữa tiệc bất ngờ. Họ đều biết cô đã làm việc vất vả như thế nào để duy trì cửa hàng, niềm vui tràn ngập căn nhà nhỏ, mọi người cùng nhau nhảy múa ăn mừng. Bà thím là người duy nhất biết rõ tình hình thực sự của cửa hàng, cảnh cáo Pallavi không thể nào mãi lừa dối bản thân như vậy được, rồi sẽ có ngày bố cô phát hiện ra tất cả, đến lúc đó ông ấy liệu có chịu đựng nổi cú sốc này hay không. Lời nói của bà thím khiến Pallavi chạnh lòng, khi vào phòng cô lặng lẽ nhìn tờ 100 rupee cũ kỹ. Đây là số vốn khởi nghiệp mà ông nội đã trao cho bố với mong muốn ông sẽ mở một cửa hàng đồ thủ công chuyên về sari. Bố đã giữ gìn nó cẩn thận suốt bao năm qua. Bây giờ Pallavi đang tiếp nối giấc mơ rằng giờ ấy nên Pallavi xứng đáng có được nó. Câu nói này khiến Pallavi rơi vào trầm tư. Mẹ chồng vào phòng đuổi chồng ra ngoài và bảo ông ấy đừng tạo áp lực cho con nữa. Pallavi rơi nước mắt ôm chầm lấy mẹ. Mặc dù bà ấy chỉ là mẹ chồng nhưng bà ấy luôn quan tâm yêu thương cô như mẹ ruột.
Thế nhưng không lâu sau, sóng gió lại ập đến với Pallavi. Hiệp hội dệt may bất ngờ đến thu hồi tấm biển hiệu của cửa hàng với lý do nhận được đơn khiếu nại từ khách hàng về việc Pallavi bán quần áo kém chất lượng dưới danh nghĩa đồ thủ công từ Sari, làm ảnh hưởng đến uy tín của hiệp hội. Chưa dừng lại ở đó, họ còn yêu cầu chủ tịch hiệp hội thu hồi giấy phép kinh doanh của cô. Pallavi nói chỉ cần giấy phép còn hiệu lực thì cô vẫn có quyền treo tấm biển này. Đúng lúc này, em gái Giao tình cờ đến cửa hàng để làm sổ sách. Sau khi nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện, cô khuyên Pallavi nên đến gặp chủ tịch hiệp hội để giải thích mọi chuyện, nhưng Pallavi lo lắng ông ấy sẽ nói cho bố mình biết sự thật. Em gái Giao trấn an chắc ông ấy sẽ không làm vậy đâu, giờ đã đến lúc em nên nói ra sự thật rồi, một mình cô gánh vác mọi chuyện như vậy sẽ rất quá sức. Dù rất muốn tâm sự nhưng Pallavi không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, nhất là khi bố cô đang mang bệnh nặng. Lúc này em chồng vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện, bây giờ anh mới thấu hiểu những gì chị dâu đã âm thầm chịu đựng vì gia đình này. Anh quyết tâm phải tự mình kiếm tiền để trả hết số nợ cờ bạc nên đã dấn thân vào con đường buôn lậu đầy rủi ro. Khi Pallavi đến gặp chủ tịch hiệp hội thì phát hiện bố đã ở đó từ trước. Bố chỉ trích cô đã lừa dối mình suốt thời gian qua, họ nói cô bán hàng kém chất lượng, danh dự và lòng tự trọng của bố đều đã bị Pallavi hủy hoại. Càng nói ông càng kích động, ngay sau đó ông ngã quỵ xuống do lên cơn đau tim. May mắn thay đó chỉ là tưởng tượng của Pallavi, chủ tịch hiệp hội không hề tiết lộ sự thật cho bố cô biết nên Pallavi vô cùng biết ơn chủ tịch. Dù rất muốn giúp đỡ Pallavi, nhưng trước sức ép của hiệp hội, chủ tịch buộc phải thu hồi giấy phép kinh doanh của cô. Giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó là cô phải yêu cầu Giao rút đơn khiếu nại nếu không muốn cửa hàng bị đóng cửa. Pallavi không còn cách nào khác, đành phải tìm đến Giao. Hai người lại lần nữa đối đầu buộc tội đối phương đã phá hỏng cuộc sống của mình. Giao tuyên bố chừng nào Pallavi còn ở thành phố này thì anh sẽ không dừng lại. Pallavi nghe xong đã đồng ý rời khỏi đây, nhưng với một điều kiện, đó là Giao phải rút đơn khiếu nại vì cửa hàng là giấc mơ, là danh dự của gia đình cô. Giao cười nhạo cửa hàng đã thua lỗ 2 năm nay rồi, giữ cái giấy phép đó để làm gì chứ, chi bằng đóng cửa sớm cho xong. Đừng bao giờ xúc phạm đến giấc mơ của tôi. Ai cũng có lúc gặp khó khăn. Tôi không tin là anh chưa từng trải qua điều đó. Pallavi đánh cược với Giao mình có thể xoay chuyển tình thế trong vòng 1 tháng. Nếu cô thắng, Giao sẽ phải từ bỏ kế hoạch của mình và không đuổi cô đi khỏi thành phố này. Giao không tin Pallavi có thể làm được liền đồng ý, chỉ cần không để anh nhìn thấy mặt Pallavi nữa là được. Không lâu sau, trong ngày đính hôn của em họ Pallavi, Giao cũng xuất hiện ở bữa tiệc. Tuy nhiên anh đã bất cẩn trượt chân va phải Pallavi, khiến cả cơn mưa cánh hoa hồng dành cho cặp đôi đổ ập lên cả hai. Mọi người vội vàng chạy ra đỡ Pallavi dậy, người bố nhận ra đó là Giao liền cảm thấy khinh bỉ hành động của anh ta. Giao chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn vênh váo thông báo mình chính là chủ nhà mới của cửa tiệm mà người phụ nữ đang thuê. Bố tức giận hỏi Pallavi tại sao lại đổi chủ mà không báo cho ông biết. Pallavi còn chưa kịp giải thích thì bố đã quay sang xua đuổi Giao, nói rằng hôm nay là ngày vui của cháu gái mình, ông không chào đón loại người không biết tôn trọng phụ nữ như anh ta. Tuy nhiên điều họ không ngờ là bà thím lại lên tiếng bênh vực Giao, nói rằng anh ta là khách mời đặc biệt của mình. Bố Pallavi nghe xong chỉ biết câm nín bỏ đi cùng con gái. Thực chất Giao đến đây là vì em gái. Sáng nay một người đàn ông lạ mặt đã bỏ ống hút vào quả dừa của em gái, thì ra anh ta bị một đám côn đồ truy đuổi nên đã cầu xin cô giúp che giấu giả vờ là bạn gái để đuổi đám côn đồ đi. Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt Giao. Anh bám theo người đàn ông đến tận lễ đính hôn của em họ Pallavi để tìm kiếm người đàn ông kia, phát hiện em gái mình đang vui vẻ trò chuyện với anh ta. Thấy vậy Giao liền lao đến lôi em gái đi. Em gái vùng vằng cảnh cáo anh đã đi quá giới hạn, yêu cầu anh tránh xa cuộc sống của mình. Pallavi không biết mối quan hệ thực sự của Giao và em gái nên đã hiểu lầm anh ta đang quấy rối kế toán. Cô vội vàng chạy đến ngăn cản. Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh vừa mới ngửi tóc tôi đấy à? Cái gì? Tóc tôi còn thơm hơn tóc cô đấy. Pallavi không muốn đôi co với Giao nên đã yêu cầu anh ta rời khỏi nhà mình. Giao thản nhiên hỏi ngược lại, cô có nghe nhầm không? Vừa rồi thím cô vừa nói anh là khách mời đặc biệt của bà ta cơ mà. Sau này sự kiện nào anh cũng sẽ tham gia. Cơn mưa cánh hoa lãng mạn đã bị Giao và Pallavi kia phá hỏng. Hai bà cô già trước mặt mẹ chú rể thì không ngừng buôn chuyện, nói quá phụ như Pallavi là điềm gở. Sau những sự cố vừa rồi, lễ đính hôn vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Pallavi đích thân đeo nhẫn đính hôn cho cặp đôi khiến bà thím càng thêm tức tối. Trong lúc nghỉ ngơi, Giao phát hiện người phục vụ đang nhìn chăm chăm vào lưng Pallavi. Anh mắng đuổi phục vụ đi rồi định bụng nhắc nhở Pallavi, nào ngờ cô ấy chẳng nghe thấy gì. Lúc cô vào phòng lấy chăn cho bà, Giao cũng bám theo. Cô chất vấn anh ta định lấy mình ra làm trò cười sao. Giao định giải thích nhưng Pallavi không cho anh cơ hội. Giao nói nút áo sau lưng cô bị bung rồi. Pallavi nghe xong vô cùng hoảng hốt, cô cố gắng cài lại nhưng không với tới. Cô bảo Giao ra ngoài trước, mình sẽ gọi mẹ đến giúp. Tuy nhiên Giao đã phớt lờ cô, hơn nữa anh còn tiến lại gần muốn giúp cô cài nút áo. Cảnh tượng này lại bị mẹ chồng sắp cưới của em họ nhìn thấy. Pallavi vội vàng ngăn Giao lại, nói rằng mình không cần anh ta giúp. Nói xong cô dùng tà áo che lưng lại rồi yêu cầu anh ta mau chóng rời khỏi đây. Giao ngoài mặt cay nghiệt nhưng lại âm thầm đưa cho cô đơn đặt hàng sari của tiệm mình. Lúc này Pallavi nhận được cuộc gọi, một vị khách quen lại đặt thêm một đơn hàng lớn. Giao lo lắng cô sẽ không nhận đơn của mình, nào ngờ Pallavi không hề chê bai, chỉ cần tốt cho tiệm thì cô đều nhận hết. Giao thốt lên rằng mình có chút khâm phục sự kiên trì của cô. Pallavi cười nhạt, cho rằng tính cách của anh ta chẳng có gì đáng để người khác khâm phục. Chính điều này lại khiến Giao càng thêm thích thú.
Một lát sau, mẹ chồng em họ hất tung hộp son đỏ trên tay Pallavi rồi mắng mỏ Pallavi là loại không biết xấu hổ, nói rằng chính mắt mình đã nhìn thấy cô ở trong phòng thân mật với người đàn ông khác. Pallavi giải thích chắc chắn đã có sự hiểu lầm ở đây. Bố mẹ cô cũng ra sức bênh vực con gái, nhưng mẹ chồng em họ vẫn kiên quyết không cho Pallavi tham dự đám cưới của con trai bà, nếu không nhà họ sẽ hủy hôn. Bà thím nghe xong vô cùng tức giận, trực tiếp kéo Pallavi vào phòng, bắt cô thề không được tham dự đám cưới của con gái mình và sỉ nhục cô là một quả phụ không ra gì. Bố Pallavi không chịu nổi sự sỉ nhục này, định xông vào thì bị bà ta chặn lại. Pallavi vội vàng chạy ra giải vây, hứa rằng mình sẽ không tham dự đám cưới của em họ. Cô em họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cô hỏi son đỏ trên đất như thế nào. Pallavi thấy vậy liền kéo em gái cùng nhảy múa với mình để giấu nhận chuyện này. Bố Pallavi rất đau lòng khi con gái phải chịu ấm ức như vậy. Ông mắng mẹ chồng cháu gái vu khống cho Pallavi. Pallavi kể với bố đúng là dao vừa vào phòng mình, anh ta muốn giúp con cài cúc áo sau lưng bị tuột nhưng con đã kịp thời ngăn cản rồi. Bố Pallavi có vẻ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, mặc dù không nói gì nhưng ông đã bỏ đi với vẻ mặt đầy giận dữ. Hôm sau khi đến tìm Giao để bàn bạc về mẫu mã sari, Pallavi đã bắt gặp Giao đang cởi chân tập thể hình. Cô mắng Giao không biết phép tắc, nếu một người đàn ông xuất hiện trước mặt mẹ hoặc em gái anh ta trong tình trạng như vậy thì anh ta sẽ cảm thấy thế nào. Giao tức giận ném chiếc lốp xe xuống, nói rằng đây là nhà của mình. Pallavi không muốn đôi co liền ra phòng khách chờ anh ta. Khi Pallavi giới thiệu về sari, Giao lại tỏ ra thờ ơ. Pallavi yêu cầu anh tôn trọng mình, Giao liền đưa điện thoại cho Pallavi, nói rằng mình đang kiểm tra xem thông tin cô cung cấp có chính xác hay không. Xét cho cùng, anh không thể không nghi ngờ kiến thức của một người liên tục khiến cửa hàng thua lỗ. Pallavi tiếp tục giới thiệu, Giao lại nhân cơ hội trêu chọc cô. Pallavi cảm thấy không quen lập tức rụt tay lại. Giao cố tình làm khó cô, nói rằng mình muốn một chiếc sari có thể đại diện cho cả Ấn Độ. Ai cũng biết Ấn Độ có hơn 100 loại sari, sao một chiếc sari có thể đại diện cho cả đất nước được? Giao nói đó là việc của cô, nếu làm không được thì anh có thể đặt vé máy bay cho cô ngay lập tức, cô có thể rời khỏi đây ngay bây giờ, không cần phải đợi đến 28 ngày nữa. Pallavi hứa sẽ đưa mẫu cho anh ta xem rồi hỏi anh ta muốn khi nào, không ngờ anh ta chỉ cho cô một tiếng đồng hồ. Pallavi quyết tâm đối đầu với Giao. Khi cô rời khỏi nhà anh ta tình cờ bị bố đang đợi ở đây phát hiện, ông cảnh cáo Giao tránh xa con gái mình ra. Giao lại nói rằng chính Pallavi cứ bám lấy mình, có rất nhiều người phụ nữ như cô ta đeo bám anh, vì vậy người nên tránh xa là con gái của ông. Pallavi nhớ ra ở nhà mình có một chiếc sari rất đặc biệt. Khi về nhà lấy sari, cô phát hiện thấy cây tre dựng lễ tế bị gió thổi sắp đổ. Dù cô có gọi thế nào mẹ chồng cũng không nghe thấy nên cô đành phải chạy ra đó. Ngay lúc cây tre sắp đổ, cô đã kịp thời dùng thân mình đỡ lấy. Cũng vì vậy mà bàn tay cô đã bị thương. Em chồng thấy vậy vội vàng chạy đến giúp cô giữ cây tre. Bà thím cha hỏi cô tại sao dám đến tham dự lễ tế, còn chưa kịp động tay đã bị Pallavi tóm được. Bởi vì mạng sống của một người quan trọng hơn lời hứa rất nhiều. Lúc này em họ mới biết chuyện Pallavi bị ép không được tham gia đám cưới của mình. Cô trách Pallavi tại sao không nói cho mình biết. Pallavi nói rằng hạnh phúc của em là quan trọng nhất. Sau sự việc này, mẹ chồng của em họ đã có cái nhìn khác về Pallavi. Bà xin lỗi vì những lời nói của mình ngày hôm qua. Sau đó, Pallavi vội vã đến nhà Giao đưa mẫu cho anh xem. Cô hào hứng giới thiệu sự độc đáo của chiếc sari này, không ngờ Giao đã ra ngoài từ lúc nào. Anh ta chẳng thèm nhìn đã nói mình không thích. May mắn thay một khách hàng đại gia của Giao lại vô cùng yêu thích thiết kế này, bà không ngần ngại đặt ngay 50 bộ và mỉa mai rằng chỉ kẻ ngốc mới có thể từ chối nó. Sự việc bất ngờ này khiến Pallavi không khỏi bật cười. Giao bị quê liền mời khách hàng đến văn phòng để bàn chuyện hợp tác, sau đó quay sang nói với Pallavi mình sẽ đặt mua 100 bộ sari trước. Với bản tính cao ngạo, anh ta biện minh rằng mình không hề thích thiết kế này mà chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy nó tệ hại đến mức nào. Trong khi Giao định thanh toán trước cho Pallavi, Pallavi lại nói mình không cần tiền, cô đề nghị Giao đựng trang sức của cửa hàng anh ta trong túi lụa tiệm mình thiết kế. Đương nhiên Giao đã không đồng ý, thương hiệu trang sức của anh nổi tiếng khắp cả nước, sao phải hợp tác với một thương hiệu vô danh như của Pallavi. Pallavi tự tin giải thích rằng chi phí sản xuất những chiếc túi lụa của cô chỉ bằng 1/4 so với bao bì hiện tại của Giao. Hơn nữa đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, Giao có thể tiết kiệm chi phí sản xuất, còn cô có cơ hội quảng bá thương hiệu thông qua thương hiệu trang sức của Giao. Mặc cho những lợi ích mà Pallavi nêu ra, Giao vẫn kiên quyết từ chối. Pallavi bất lực đành phải ra về. Khi Giao bảo cô mang đồ đi, Pallavi bình tĩnh nói rằng coi như đó là một món quà dành tặng Giao. Cô có thể sao chép mẫu thiết kế ở bất cứ đâu, nhưng chất lượng sản phẩm của mình chắc chắn là tốt nhất. Nói xong cô tự tin rời đi. Bên này bà thím cố ý gọi điện biện chuyện nói rằng mình đã nhìn thấy Pallavi và Giao ở cùng nhau trước mặt bố Pallavi. Ông bố nghe xong vội vã đến cửa hàng sari hỏi nhân viên xem rốt cuộc mối quan hệ giữa con gái mình và Giao là như thế nào. Đúng lúc này Pallavi trở về cửa hàng, thấy con gái vì công việc mà quên cả ăn trưa, ông tự trách bản thân vì đã nghi ngờ con gái. Trong khi đó Giao càng nghĩ càng tức, anh không hiểu sao Pallavi dám ngạo mạn với mình như vậy. Ngay sau đó anh đã ra lệnh cho giúp việc vứt bỏ bộ sari kia đi. Trái ngược với sự giận dữ của Giao, những người giúp việc lại vui mừng vì Pallavi đã trị được ông chủ mình. Để ủng hộ Pallavi, họ đồng loạt xin nghỉ việc cho đến khi Giao chấp nhận điều kiện hợp tác của Pallavi.
Sáng hôm sau, Giao thức dậy phát hiện ra không có ai ở trong bếp. Anh tức giận định tự mình làm bữa sáng thì nhìn thấy bộ sari được đặt trên bàn bếp. Anh gọi cho mẹ hỏi bộ sari này thế nào. Người mẹ khen ngợi nó rất ổn. Lúc này Giao mới chịu xuống nước. Hôm nay là ngày em họ Pallavi thực hiện nghi thức Handi. Giao đã đến trước cửa nhà Pallavi. Em gái cô dâu nhìn thấy thần tượng của mình liền chạy ra chào hỏi, nhưng Giao lại dùng tiền để sỉ nhục cô gái. Cô gái giả vờ nói rằng có thứ gì đó dính trên ngực của Giao rồi nhân cơ hội in dấu tay đầy bột nghệ lên đó. Thực chất Giao đến đây để gặp Pallavi. Lúc này bà thím gọi Pallavi ra ngoài, cố tình ngáng chân để cô vấp khiến tay cô dính đầy bột nghệ. Vừa nhìn thấy Giao, Pallavi đã buông lời mỉa mai. Giao thông báo rằng mình đã chấp nhận lời đề nghị của Pallavi về việc sử dụng túi đựng trang sức bằng lụa. Để che giấu sự vui mừng, Pallavi nói dối rằng lốp xe của Giao có vấn đề. Khi Giao quay lại kiểm tra, Pallavi không kìm được mà tỏ vẻ đắc ý. Khoảnh khắc Pallavi và Giao bắt tay nhau đã bị bố của Pallavi nhìn thấy. Ông lầm tưởng rằng giấy tay đầy bột nghệ trên ngực Giao là do Pallavi in lên liền cấm Pallavi sau này không được gặp lại Giao nữa. Pallavi cố gắng giải thích với bố rằng Giao và mình chỉ là giao dịch làm ăn. Cô muốn nhân cơ hội này để quảng bá thương hiệu sari của mình. Thế nhưng bố cô không quan tâm đến bất kỳ giao dịch nào. Ông không muốn Pallavi có dính líu gì đến Giao nữa. Lần này Pallavi kiên quyết không nghe lời bố. Phát triển cửa hàng là ước mơ của cô. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy. Người bố chỉ biết buồn rầu thốt lên rằng mình đã già rồi, không còn ai coi trọng lời ông nói nữa. Trái ngược với bố, mẹ lại hoàn toàn tin tưởng con gái, nói rằng mình sẽ luôn ủng hộ Pallavi vô điều kiện. Pallavi bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn về Giao, thì bất ngờ nhận được điện thoại từ nhân viên báo rằng phu nhân hôm trước đã hủy đơn hàng vì bà ta có thể tìm được sản phẩm tương tự với giá rẻ hơn ở nơi khác. Pallavi biết ngay là Giao đứng sau chuyện này bởi vì trước đó cô đã nói rằng bất cứ ai cũng có thể sao chép mẫu thiết kế của mình. Cô tức giận mắng Giao là kẻ hèn hạ, vô liêm sỉ. Giao thản nhiên khuyên Pallavi nên rời khỏi đây sớm, anh sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Hôm sau Pallavi đến nhà Giao để lấy lại chiếc túi sách mình để quên. Trợ lý nói với cô rằng thực ra Giao không phải là người xấu, chỉ là do một số chuyện khiến anh ấy trở nên tàn nhẫn. Tuy nhiên trợ lý đã đưa nhầm túi, chiếc túi này chứa số kim cương trị giá hàng triệu đô. Giao nổi giận tra hỏi cấp dưới về số kim cương. Lúc này trợ lý mới tá hỏa nhận ra mình đã đưa nhầm túi cho Pallavi. Lúc này em họ Pallavi đang tham dự buổi lễ hội Mengzi của gia đình. Mẹ và em gái Giao cũng được mời đến đây. Pallavi vội vã ra đón tiếp họ. Vừa ra đến cửa, cô đã chạm mặt Giao. Vốn chưa kịp giải quyết hiểu lầm với bố, cô vội vàng bảo Giao mau rời khỏi đây. Giao đưa chiếc túi sách cho cô, nói rằng cô đã lấy nhầm túi và yêu cầu cô mau chóng trả lại túi cho mình. Pallavi nhắc nhở Giao đừng vào nhà, mình sẽ lấy ra ngay lập tức. Tuy nhiên bà thím đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bà ta liền kéo Giao vào nhà và giới thiệu anh với mẹ và em gái. Giao chắp tay chào mẹ, mẹ anh cũng chắp tay đáp lễ. Mặc dù không nói lời nào nhưng hành động này cũng khiến Giao cảm thấy được an ủi hơn. Anh nghe được mẹ và em gái nói chuyện, họ không hề nói xấu anh mà còn hy vọng anh có thể học hỏi thêm về lễ nghi tại buổi tiệc. Khi Pallavi cầm túi ra ngoài phát hiện Giao đã không còn ở đó nữa, cô vội vàng kéo anh ta vào bếp, trách mắng anh ta tại sao không nghe lời mình. Không ai dạy cô phép tắc à? Cô định đuổi khách đi sao? Tôi là khách quý của thím cô vậy nên tôi sẽ tham gia hết hoạt động rồi mới rời đi cô biết chưa? Giao trách móc Pallavi vì đã làm hỏng chiếc vòng tay của mình. Pallavi cầm bát đồ ăn lên, Giao nhanh tay rút chiếc vòng ra vô tình khiến nguyên liệu in hẳn lên lòng bàn tay Pallavi. Trùng hợp lại là chữ cái đầu trong tên của Giao, Pallavi vội vàng lau đi vết màu đi nhưng nó đã in hẳn khó có thể xóa bỏ. Cảnh tượng này đã bị bố Pallavi nhìn thấy. Hai chữ cái trên tay cô trùng khớp với hai chữ cái trên chiếc vòng của Giao. Lần này dù Pallavi có giải thích thế nào đi nữa cũng không thể minh oan. Bố cũng không muốn nghe cô giải thích. Ông nói rằng mình sẽ không còn kỳ vọng gì ở cô nữa. Nghe những lời này, Pallavi cảm thấy choáng váng đột nhiên ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại mẹ Pallavi trách móc chồng vì đã gây quá nhiều áp lực cho con gái. Pallavi vội giải thích rằng cô bị hạ đường huyết do chăn sáng nên mới ngất xỉu. Khi quay sang cô nhìn thấy Giao đang phục vụ khách tại nhà mình. Đương nhiên anh làm vậy không phải vì Pallavi mà là vì mẹ và em gái của anh. Ngay sau đó Pallavi đã tới ngăn cản, cảnh cáo Giao rằng không ai mời anh ta đến nhà mình. Hai người cãi nhau ỏm tỏi khiến khách muốn ăn bánh ngọt cũng không được yên. Những vị khách không biết chuyện còn tưởng hai người đang giận dỗi nhau. Giao mỉa mai Pallavi rằng cô chỉ còn 26 ngày nữa thôi. Pallavi đáp chả anh đang ảo tưởng đấy à. Khi Pallavi đi khám bệnh, Giao nhìn thấy mẹ anh đang vẽ Mengzi. Kể từ khi bị đuổi khỏi nhà, anh đã không còn được nhìn thấy mẹ vẽ Mengzi nữa. Người đàn ông cứng rắn suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Lúc này phục vụ mời mẹ anh dùng món tráng miệng, mặc dù đó là món bà yêu thích nhất nhưng do bà đang vẽ Mengzi nên không thể dùng tay được. Giao gọi người phục vụ lại, muốn tự tay đút cho mẹ món tráng miệng mà mẹ yêu thích. Nhìn ánh mắt mong chờ của con trai, người mẹ vẫn lựa chọn quay mặt đi. Tuy nhiên khi Giao thất vọng quay người đi thì nghe tiếng mẹ gọi lại đồng ý cho anh đút đồ ăn cho mình. Đã rất lâu rồi Giao mới có thể gần gũi với mẹ như vậy. Anh trân trọng cơ hội khó có được này nên quyết định sẽ mặc trang phục truyền thống mà mẹ anh yêu thích nhất để tham gia buổi khiêu vũ tại nhà Pallavi tối nay để lấy lòng mẹ. Khi anh hừng hực khí thế chuẩn bị đến nhà Pallavi thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi nặc danh. Đối phương nói rằng mình muốn giết anh, nghĩ là trò đùa của một trong số những người phụ nữ mình từng phụ bạc. Giao chẳng hề mảy may bận tâm. Vừa bước ra khỏi nhà, anh đã chạm mặt anh chàng giao hàng với vẻ ngoài đáng ngờ. Anh gọi giúp việc ra nhận hàng rồi vội vàng rời đi.
Đúng lúc Giao đến nhà Pallavi thì cô ấy cũng vừa trở về. Pallavi thông báo với Giao rằng lễ hội khiêu vũ đã bị hủy, sau đó bảo chú vào nhà trước. Người chú nói mình sẽ lo liệu vé xe. Nghe đến chuyện vé xe, Giao mỉa mai Pallavi sao nhận thua sớm vậy. Pallavi đáp trả rằng mình không hề bỏ cuộc mà chỉ vì có việc gấp phải về quê dự đám tang của họ hàng. Cô cũng không quên hỏi ngược lại Giao xem sao lại hăng hái với buổi họp mặt gia đình của mình đến vậy. Hai người lại lần nữa lời qua tiếng lại với nhau. Lúc này người chú bước ra thông báo vé tàu hôm nay đã bán hết, phải đợi đến mai mới có thể xuất phát. Giao thấy vậy liền lên tiếng đề nghị sắp xếp xe riêng đưa Pallavi đi, chỉ cần cô ấy rời khỏi đây. Dù không hề muốn nợ nần gì Giao nhưng Pallavi đành chấp nhận lòng tốt của anh ta. Để không mắc nợ, Pallavi đến nhà Giao để trả tiền. Lúc này Giao chẳng để tâm đến cô mà chỉ chăm chăm lắng nghe tiếng bíp bíp kỳ lạ. Lúc này anh mới sực nhớ đến cuộc gọi đáng ngờ lúc nãy. Thấy Giao phớt lờ mình, Pallavi tự ý đặt tiền lên bàn trà. Dừng lại, Pallavi bất ngờ bị Giao đè xuống. Cô định đứng dậy thì nhận ra sợi dây chuyền của hai người đang mắc vào nhau. Hai người cùng cố gắng gỡ ra, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Pallavi mắng Giao hậu đậu, đi đứng không cẩn thận, lúc nào cũng va vào mình. Bỗng tiếng bíp bíp ngày càng dồn dập, Pallavi sợ hãi núp sau lưng Giao, run rẩy hỏi bom ở đâu. Giao chỉ vào hộp bưu kiện trên bàn, sau đó anh dùng hết sức ném hộp hàng ra xa, kéo Pallavi núp sau ghế sofa. Kỳ lạ là chờ mãi và không thấy bom nổ. Pallavi thắc mắc sao Giao không ném ra ngoài. Giao tỉnh bơ đáp đây là nhà anh ta muốn làm gì thì làm. Nhận ra vẻ sợ hãi của Giao, Pallavi tiến lại gần kiểm tra. Giao vội vàng cảnh báo Pallavi tự chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Pallavi mỉa mai Giao không có tố chất làm đại ca, sau đó giúp Giao lau mồ hôi trên trán giống hệt như đêm hôm đó Giao hù dọa cô, thì ra trong hộp chỉ là một chiếc đồng hồ báo thức. Ngay sau đó Pallavi đưa tiền và quả bom trong tưởng tượng của Giao cho anh ta rồi rời đi. Mặc dù đây chỉ là một màn hù dọa nhưng Giao phát hiện trong chiếc đồng hồ có một mảnh giấy đe dọa anh ta hãy coi chừng, phía sau có ký tên sư tử. Khi Pallavi ngồi xe riêng rời đi, bóng dáng anh chàng Giao hàng lúc trước xuất hiện lấp ló dưới gầm xe, rõ ràng là hắn đã giở trò với chiếc xe. Khi Giao người điều tra kẻ đứng sau vụ này thì nhận được một đoạn video, trong video một chiếc xe bất ngờ phát nổ. Lúc này Pallavi ở trên xe vẫn đang mải mê kể tội Giao ngu ngốc mà không hề biết xe đang bị dò gì nhiên liệu. Không lâu sau Giao nhận được điện thoại từ cảnh sát thông báo chiếc xe riêng anh ta sắp xếp đã gặp tai nạn. Giao vội vã đến hiện trường, cảnh sát cho biết chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Họ chỉ tìm thấy người tài xế bị bỏng nặng và một chiếc túi xách tay nghi là của Pallavi, bên trong có giấy tờ tùy thân của cô. Lần đầu tiên trong đời Giao cảm thấy lo lắng đến vậy, anh yêu cầu cảnh sát bằng mọi giá phải tìm thấy Pallavi, anh cũng lùng sục khắp nơi dò hỏi tin tức của cô ấy. Về đến nhà nghĩ tới việc cuộc sống của mình sắp mất đi bóng dáng người phụ nữ ấy, anh bỗng nổi cơn thịnh nộ. Sau đó anh lại nhận được tin nhắn từ sư tử hỏi có phải anh đã đánh mất người quan trọng không và tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn lần này. Giao gọi lại nhưng không liên lạc được, anh phẫn nộ liền đập nát điện thoại. Sáng sớm hôm sau, anh đến cửa hàng sari của Pallavi nhưng thấy cửa hàng đóng cửa. Đây là đầu tiên trong đời anh cảm thấy hoảng loạn và sợ Pallavi sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. Khi anh ta đang hối hận tột cùng thì một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Đứng dậy, tôi phải mở cửa hàng. Lúc này Pallavi hoàn toàn lành lặn đứng trước mặt Giao, Giao còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc và sự vui mừng tột độ thì Pallavi lại bắt đầu cằn nhằn anh. Giao bất lực bảo Pallavi mau im miệng rồi hỏi cô đã đi đâu suốt đêm qua. Hóa ra Pallavi không hề mất tích, tối qua cô nhận được điện thoại của mẹ báo rằng bên đó đang có bão, dặn cô tạm thời đừng qua vì cô đã quay về nhà. Pallavi hỏi ngược lại tại sao anh ta lại lo lắng cho mình như vậy, lẽ ra thấy mình chết anh ta phải vui mới đúng chứ. Giao nói mình không muốn cô chết, anh muốn hành hạ cô mỗi ngày. Sau khi Pallavi mở cửa hàng, Giao vô tình nhìn thấy cái tên sư tử trên sổ sách của cô, anh hỏi người tên sư tử này là ai, trông như thế nào. Pallavi nói sao mình có thể nhớ mặt từng khách hàng được chứ. Giao kéo Pallavi lại, kích động nói rằng nhất định phải tìm ra kẻ tên sư tử này. Pallavi nói anh làm đau tay tôi rồi. Lúc này Giao mới nhận ra mình đã quá căng thẳng. Pallavi lật dở sổ sách, cố gắng nhớ lại vị khách tên sư tử này, rồi miêu tả cho Giao nghe về trang phục và ngoại hình của hắn ta. Giao muốn đưa cô đi nhưng Pallavi không chịu, cô còn rất nhiều hàng tồn cần phải xử lý. Giao liền mang hết số hàng tồn của cô ta đi, sau đó trả cho cô ta bằng giá 70 bộ sari. Pallavi đành phải đi theo anh ta về nhà. Tuy nhiên trước những bức ảnh tội phạm mà thám tử Tư cung cấp, Pallavi lại do dự không thể xác định được. Giao bực tức lại buông lời mỉa mai cô. Pallavi cũng không nhịn được nữa, cô đến đây để giúp đỡ vậy mà lại bị coi thường, vậy thì tự anh đi mà tìm người khác đi. Nói xong cô liền đứng dậy rời đi. Giao thấy vậy vội vàng giữ cô lại, đảm bảo sẽ không nhiều lời nữa, còn Pallavi nhất quyết bắt anh ta phải xin lỗi. Giao bất lực chỉ đành làm theo. Theo mô tả của Pallavi, họa sĩ Phác Thảo bắt đầu vẽ chân dung của sư tử. Vừa nói Pallavi vừa mỉa mai Giao không tắm rửa, người bốc mùi kinh khủng mà không hề biết rằng tối qua Giao không tắm vì lo lắng cho cô nên quên mất. Trải qua những ngày tiếp xúc với nhau, Pallavi cũng nảy sinh một cảm giác khác lạ với Giao. Giao nắm lấy bàn tay mềm mại của Pallavi, nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ cho cô. Đây là lần đầu tiên Pallavi được chứng kiến khía cạnh dịu dàng và chu đáo của anh ta như vậy. Thấy Pallavi có vẻ rất đau, Giao rõ ràng là có chút đau lòng, vừa bôi thuốc, anh vừa thổi nhẹ để xoa dịu cơn đau. Pallavi cảm thấy khó hiểu, sao một người có thể thay đổi nhanh như vậy, nào ngờ anh ta lập tức đổi thái độ, nói rằng chỉ là không muốn để người khác thấy sự ngu ngốc của cô.
Cuối cùng họa sĩ Phác Thảo cũng vẽ xong bản thảo, giao hỏi Pallavi thấy thế nào. Pallavi nói chỉ giống người thật khoảng 30%, Giao định mắng người nhưng rồi lại nhẫn nhịn. Bước ra khỏi cửa, Pallavi ngửi thấy một mùi rất phét. Giao phát hiện chiếc xe dừng trước cửa nhà mình rất kỳ lạ, liền chạy ra kiểm tra, phát hiện bên trong xe có một mảnh giấy ghi tên anh. Anh mở cửa xe bước vào kiểm tra thì cửa xe tự động đóng sập lại. Giao nhận ra đây là một cái bẫy, bên trong xe đã đặt đầy thuốc súng. Lúc này anh phát hiện một người đàn ông đi xe máy đang cầm đuốc đang tiến về phía mình. Trong lúc nguy hiểm, Giao đã tìm thấy một thanh sắt liền đập vỡ cửa kính để thoát thân. Tên đi xe máy ném ngọn đuốc về phía chiếc xe đã bị Giao tóm được kịp thời. Giao ném ngọn đuốc xuống đất, tên đi xe máy thấy kế hoạch đã bị bại lộ liền quay xe bỏ chạy. Bên này Pallavi đang lên kế hoạch mở một cửa hàng mới trong trung tâm thương mại thì có một người đàn ông tự xưng là em trai của nữ nhân viên, đề nghị giúp đỡ Pallavi trông coi cửa hàng trong lúc cô vắng mặt. Nhân viên trung tâm thương mại thông báo cho Pallavi rằng cô cần phải đặt cọc 60.000 rupee để thuê mặt bằng. Rõ ràng là Pallavi không đủ tiền nên cô muốn xin gia hạn thêm thời gian. Nhân viên yêu cầu cô phải trao đổi trực tiếp với quản lý trung tâm thương mại, người đó không ai khác chính là Giao. Lúc này Giao đang bực tức vì cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ, anh buột miệng dọa sẽ giết họ nếu không phá được án. Khi quay đầu thì thấy Pallavi đến đây. Pallavi biết rõ Giao đang nói bừa, cô đi thẳng vào vấn đề chính, trình bày mong muốn được gia hạn thời gian nộp tiền đặt cọc. Giao bảo Pallavi đưa bút cho mình, trong lòng Pallavi le lói hy vọng vì tưởng lần này sẽ thành công, nào ngờ Giao lại xé toạc bản hợp đồng ngay trước mặt cô, rồi hỏi ngược lại tại sao mình phải phá vỡ quy định của trung tâm thương mại vì cô. Pallavi thất vọng bỏ đi, giữa lúc bế tắc, người trong cửa hàng hộ gợi ý cô tham gia một cuộc thi thiết kế sari do Hiệp hội Sari tổ chức, người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50.000 rupee. Buổi tối, Pallavi nhận được một cuộc gọi từ ban quản lý trung tâm thương mại thông báo rằng Giao đã đồng ý gia hạn thời gian nộp tiền đặt cọc cho cô thêm 2 tuần. Mặc dù tin tức này khiến Pallavi rất vui nhưng nhớ tới những lời lẽ xúc phạm của Giao hồi sáng cô lại bực mình. Cô lập tức gọi cho Giao nói mình không cần anh ta giúp đỡ, khẳng định sẽ không để anh chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Sự ương bướng của Pallavi khiến Giao tức điên người. Hôm sau, cảnh sát bất ngờ tìm đến Pallavi thông báo rằng chiếc xe chở đầy thuốc súng trước cửa nhà Giao được đăng ký dưới tên cô. Pallavi buộc phải đến đồn cảnh sát để điều tra làm rõ. Pallavi chỉ đành nhờ em trai của nhân viên trông coi cửa hàng, tuy nhiên cô vừa đi khỏi, anh ta đã đóng cửa tiệm. Hay tin Pallavi bị bắt, Giao như ngồi trên đống lửa, anh chắc chắn đây là âm mưu của sư tử, hắn ta đã gài bẫy Pallavi, tên đóng giả làm em trai này chính là sư tử, mục tiêu của anh ta chính là Giao. Giao đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho Pallavi, Pallavi hỏi cảnh sát chuyện gì đã xảy ra, cảnh sát cho biết việc đăng ký giả xe ô tô dưới tên Pallavi là do Giao làm với mục đích dạy cho cô một bài học. Đương nhiên sự thật không phải như vậy, Giao làm vậy chỉ để Pallavi được tại ngoại sớm nhất có thể. Anh không hề biết sư tử đã cài gián điệp vào trong số những người giúp việc của mình. Tên gián điệp này theo dõi mọi nhất cử nhất động của Giao rồi báo cáo cho anh ta. Lý do sư tử căm hận Giao đến vậy là vì Giao từng là đối tác kinh doanh của anh ta nhưng lại khiến anh ta phải vào tù. Nguyên nhân sâu xa là do sư tử muốn mở rộng hoạt động sản xuất ma túy, trong khi Giao lại phản đối và tố cáo anh ta với cảnh sát. Anh ta đã lên kế hoạch trả thù bằng cách chế tạo một chiếc ghế điện áp cao, sau đó sai đàn em giả làm bồi bàn mang đến nhà hàng mà Giao thường lui tới rồi dụ Giao đến ngồi vào chiếc ghế. Giao không phòng bị gì đi thẳng về phía chiếc ghế. Khi sư tử chuẩn bị bấm nút kích hoạt dòng điện thì Giao bị Pallavi gọi lại. Pallavi phẫn nộ đẩy Giao ra. Lúc này chiếc ghế mà Giao định ngồi đã bị kích hoạt. Giao vội vàng truy tìm kẻ khả nghi ở xung quanh, phát hiện ra một người đàn ông đội mũ đen có động tác bất thường giống với động tác anh từng thấy qua camera giám sát. Sư tử bị phát hiện vội vàng bỏ chạy, Giao lập tức đuổi theo. Khi gần bắt được hắn ta, anh bất ngờ bí một chiếc xe lao tới hất văng ra, kết quả anh đã bị thương nặng hôn mê bất tỉnh nhân sự. May mắn thay Giao đã kịp thời có mặt, nhận ra Giao đang nguy kịch vì mất máu. Cô lo lắng chạy đến kiểm tra tình hình và nhờ người đi đường đưa Giao lên xe. Về đến nhà, Giao Pallavi lấy hộp cứu thương rồi cởi áo sơ mi của anh ấy ra, sau đó bắt đầu xử lý vết thương cho anh ấy. Pallavi dùng hết miếng bông này đến miếng bông khác để cầm máu cho Giao. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông này, Pallavi nhận ra khi không nói chuyện, trông anh ấy cũng khá thu hút. Thấy Giao toát mồ hôi, Pallavi lại lấy khăn lau trán cho anh ấy. Lúc này Giao bỗng tỉnh lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đối phương. Đúng lúc này giúp việc tới báo bác sĩ đã đến, Pallavi vội vàng nhường chỗ cho bác sĩ. Giao nhận ra Pallavi chính là người đã cứu mình, dù không nói lời cảm ơn nhưng ánh mắt anh đã dịu dàng hơn rất nhiều. Sau khi cho Giao uống thuốc, Pallavi liền nói lời tạm biệt để ra về. Cảm ơn. Pallavi không ngờ rằng những lời nói ngọt ngào như vậy lại có thể phát ra từ miệng Giao. Thấy Giao có chút ngại ngùng, trước khi rời đi cô dặn dò nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho mình. Trở về nhà, Pallavi vẫn không khỏi lo lắng cho vết thương của Giao, bèn nhắn tin hỏi thăm. Nhận được tin nhắn, Giao muốn trả lời nhưng do vết thương quá nặng, anh không thể gõ chữ, điện thoại cũng vô tình rơi xuống đất. Anh cố gắng với lấy điện thoại thì ngã sầm xuống đất. Trong khi đó, Pallavi chờ mãi không thấy hồi âm, cô cho rằng Giao vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như trước, tuy nhiên cô vẫn không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Khi ngủ dậy, Pallavi phát hiện Giao vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình. Cô tức giận đến mức nghiến răng lợi, lập tức viết một đoạn văn dài chỉ trích thái độ kiêu ngạo của anh ấy mà không hề biết rằng Giao đã ngất xỉu trên sàn nhà.
Giao tỉnh dậy thấy Pallavi gửi rất nhiều tin nhắn, bèn gửi lại một tin nhắn thoại cảm ơn cô đã quan tâm, đồng thời chúc anh một dịp lễ vui vẻ, cuối cùng còn cằn nhằn thêm một câu. Pallavi cũng gửi lại lời chúc mừng lễ hội kèm theo một câu cằn nhằn khiến Giao há hốc mồm kinh ngạc, bàn chải đánh răng vì thế mà rơi xuống đất. Cứ như vậy hai người lời qua tiếng lại, không rõ là đang quan tâm hay đang cà khịa nhau. Tuy nhiên em họ Pallavi đã lợi dụng lễ hội lẻn vào nhà Giao quậy phá tưng bừng, Giao bực mình gọi Pallavi đến lôi cô ta đi ngay lập tức. Pallavi còn chưa kịp đến nơi Giao đã không thể chịu đựng nổi nữa. Anh yêu cầu cô ta rời khỏi nhà mình ngay lập tức. Rõ ràng là em họ Pallavi đã uống say. Cô ta nhất quyết bắt Giao phải bôi bột màu đỏ của lễ hội lên mặt mình thì mới chịu đi. Trong lúc đang tức giận định chiều theo ý đối phương, Giao lại vô tình bôi đầy bột màu đỏ lên mặt Pallavi. Theo phong tục của lễ hội, chỉ có vợ chồng mới bôi bột màu đỏ lên mặt nhau. Tiếng gọi của em họ đã phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. Pallavi định xuống đỡ em nhưng cả hai lại vô tình chạm tay nhau. Lo lắng cho sự an toàn của hai người, Giao đề nghị được đưa họ về tận nhà. Tuy nhiên Pallavi lại lo lắng cho vết thương chưa lành của Giao nên đã từ chối. Giao đành nhượng bộ và để tài xế đưa Pallavi về. Trước khi rời đi, Pallavi còn không quên liếc nhìn Giao với ánh mắt đầy ẩn ý. Trong khi đó, sư tử lại giả dạng thành em họ nhân viên và đến nhà Pallavi với lý do giúp cô ấy hoàn thành tác phẩm sari cho cuộc thi, nhưng nhìn mặt của anh ta rõ ràng là không có ý tốt. Anh ta bảo đàn em cắt điện khiến Pallavi phải gọi cho Giao để mượn phòng khách làm việc. Đương nhiên cô cũng dẫn theo sư tử đến nhà Giao. Nhìn người đàn ông này Giao cảm thấy rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai. Sư tử nhìn thấy bức ảnh của mình trên bàn hiểu rằng mình phải hành động nhanh chóng. Pallavi nhờ Giao giúp giữ cuộn vải để cô đo kích thước cho tác phẩm. Khi Giao nghi ngờ thân phận của người đàn ông đối diện thì Pallavi lại vô tư quay lưng lại gần anh. Hương thơm từ tóc Pallavi khiến Giao bối rối. Pallavi chỉ trích Giao tại sao lại ngửi tóc mình. Giao bực bội ném cuộn vải cho Pallavi bảo cô tự đi mà làm. Pallavi chỉ đành nhờ sư tử giúp mình kê bàn ra. Tiếng động từ chân bàn ma sát với sàn nhà khiến Giao khó chịu. Lúc này khẩu súng trong túi sư tử rơi ra. Giao hét lên bảo họ dừng lại khiến sư tử toát mồ hôi hột. Hắn nhân cơ hội này đá khẩu súng xuống gầm ghế sofa. May mắn là Giao không phát hiện ra. Tuy nhiên động tác gãi chân của hắn đã vô tình để lộ thân phận thật của mình. Giao bắt đầu nghi ngờ hắn chính là sư tử liền lén chụp ảnh hắn. Sau đó anh về phòng làm việc để so sánh bức ảnh, còn sư tử ở dưới nhà kiếm cớ bảo Pallavi ra chỗ khác để nhặt lại khẩu súng dưới gầm sofa. Lúc này Giao bàng hoàng nhận ra sư tử chính là Veo, đối tác kinh doanh mà anh đã từng đưa vào tù. Nhớ đến Pallavi đang ở cùng hắn, Giao vội vàng cầm súng lao xuống nhà. Đúng như dự đoán, Pallavi đã bị Veo khống chế. Giao cảnh cáo Veo đây là chuyện giữa hai người, đừng lôi người vô tội vào. Veo không những không nghe mà còn dùng Pallavi để uy hiếp Giao, bị dồn vào thế bí, Giao đành phải làm theo lời hắn. Veo bắt đầu oán trách Giao đã hủy hoại cuộc đời hắn. Giao dần dần bị dồn vào góc tường, tình cờ nhìn thấy hộp phấn đỏ bên cạnh mình, anh nhanh trí ném vào mặt Veo khiến hắn đau đớn. Nhân lúc Veo mất tập trung, anh liền tắt cầu giao điện. Cả hai định chạy trốn nhưng phát hiện cửa đã bị khóa. Lúc này Veo đuổi theo đến phòng khách, Giao chỉ đành kéo Pallavi núp sang một bên. Ngay cả trong tình huống nguy hiểm, hai người họ vẫn không quên cãi nhau. Veo ra lệnh cho Giao ra đầu thú nếu không muốn Pallavi mất mạng. Đừng sợ. Giọng nói của Giao đầy mạnh mẽ khiến Pallavi cảm thấy an toàn đến lạ. Cô ngây người nhìn Giao. Chớp lấy thời cơ, Giao nhấc bổng chiếc bàn rồi đá vào người Veo, sau đó anh lao đến khống chế hắn ta, tuy nhiên họng súng của Veo như có nam châm, lúc nào cũng chĩa về phía Pallavi. Giao hét lớn bảo Pallavi tìm chỗ nấp, sau một hồi vật lộn cuối cùng anh đã hạ gục được Veo. Không lâu sau cảnh sát đã ập đến bắt giữ Veo, mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết nhưng Pallavi vẫn không ngừng cằn nhằn Giao vì sao lại gây ra rắc rối. Giao không thể chịu đựng nổi Pallavi cứ lèm bèm liền mỉa mai cửa hàng của cô giống như cái nhà vệ sinh công cộng, không cần xác nhận thân phận đã tùy tiện cho người lạ vào. Pallavi đối lý vừa thu dọn đồ đạc vừa trách Giao đã hủy hoại cuộc thi của mình. Phát hiện Giao không thèm nói tạm biệt đã ra ngồi uống rượu, Pallavi càng thêm tức giận mắng Giao đừng quên còn nợ mình một mạng. Sau khi Pallavi rời đi, Giao nhặt mảnh sari bị hỏng dưới sàn nhà lên, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng cho cô ấy. Anh gọi cho tài xế hỏi xem Pallavi đã về đến nhà chưa, nhận được câu trả lời chắc chắn anh liền mỉm cười. Lúc này cấp dưới đi tới nói Pallavi bỏ quên sari ở đây nhưng Giao lại không có ý định mang qua cho cô ấy. Về đến nhà, Pallavi đã bị bố chồng lạnh nhạt vì ông đã kịch liệt phản đối mối quan hệ giữa Pallavi và Giao. Nhưng Pallavi phớt lờ lời khuyên của ông. Trong lúc Pallavi cố gắng xoa dịu mối quan hệ với bố chồng, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành sari cho cuộc thi ngày mai. Vì vậy cô đành gác lại mọi thứ và tập trung vào việc làm sari. Bên này Giao nhận ra đã muộn như vậy rồi mà Pallavi vẫn chưa đến lấy sari của mình. Anh định gọi điện nhắc nhở cô nhưng lại tự nhủ tại sao mình phải bận tâm đến cô ấy. Cuối cùng anh vẫn không thể kìm lòng mà gọi cho Pallavi. Lúc này Pallavi đang mê man vì kiệt sức, cô định tắt máy thì lại vô tình ấn nút nghe. Trong cơn lơ mơ, cô lẩm bẩm những lời lẽ xúc phạm Giao, cho rằng anh đã phá hỏng cuộc thi của cô. Nghe thấy Pallavi khao khát chiến thắng trong cuộc thi như thế, dù tức giận vì những lời nói của cô nhưng Giao vẫn quyết định giúp đỡ cô. Hôm sau Pallavi chỉ kịp hoàn thành 3 chiếc sari, 2 chiếc còn lại đành phải dùng những chiếc sari bình thường để thay thế. Khi đến địa điểm thi, cô nhận ra những đối thủ của mình đã dành cả năm trời để chuẩn bị cho cuộc thi này, tuy nhiên cô sẽ không dễ dàng từ bỏ dễ dàng như vậy.
Lúc này trợ lý của Rao mang sari của Pallavi đến nhà trả lại cho cô ấy. Điều này khiến bố của Pallavi biết được con gái mình đã ở nhà Rao vào tối qua. Bà thím ở bên cạnh cũng thêm mắm dặm muối, nói rằng Pallavi thường xuyên đến nhà Rao khi không có ai ở nhà. Tại cuộc thi Pallavi lại chạm mặt Rao, họ nhanh chóng lời qua tiếng lại. Pallavi hỏi anh đến đây làm gì, Rao không muốn đôi co với cô liền bịa chuyện có đĩa bay ở phía đằng kia rồi lèn đi. Chẳng mấy chốc Pallavi đã trở về với chiếc cúp chiến thắng và giải thưởng 70.000 rupee, điều này đồng nghĩa với việc cô có thể mở gian hàng sari trong trung tâm thương mại. Tuy nhiên bố cô lại không hề vui mừng, ông hỏi Pallavi có phải tối qua cô đã ở nhà Rao hay không. Dù Pallavi giải thích thế nào đi nữa bố cũng không tin cô, bố gặng hỏi rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Rao là gì. Đúng lúc này một đối thủ trong cuộc thi sari xông vào nhà Pallavi, khẳng định Rao và Pallavi có quan hệ tình cảm vì sari của cô rõ ràng là đẹp hơn của Pallavi rất nhiều, nhưng Rao lại trao cúp cho Pallavi. Cô cũng nhìn thấy Rao và Pallavi nói chuyện với nhau trước cuộc thi. Pallavi giải thích rằng cô không hề biết Rao là giám khảo, một năm tâm huyết của cô gái này đã đổ sông đổ bể vì Pallavi, sao cô ấy có thể không giận được chứ? Lần này đến cả mẹ Pallavi cũng không thể lên tiếng bênh vực con gái. Bố Pallavi xé toạc tấm sách tiền thưởng trước mặt Pallavi, điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai cha con đã thực sự chạm đáy. Bên này Rao cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trước đó để bảo vệ mẹ và em gái khỏi sư tử, anh đã đưa họ đến nơi an toàn, thế nhưng em gái lại hiểu lầm anh, cho rằng anh đang giam lỏng họ như tội phạm, quá tức giận Rao liền bỏ đi mà không thèm giải thích. Về đến nhà anh liền trút giận lên lốp xe, lòng tốt của anh luôn bị người khác hiểu lầm. Lúc này Pallavi đến nhà Rao để nói chuyện phải trái, cô trách anh luôn tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến người khác. Một lần nữa Rao lại chuốc lấy phiền phức khi giúp người khác, những lời nói cay độc của Pallavi khiến tim Rao đau nhói. Dường như Pallavi đã quên mất rằng, Rao dù đã quen với những lời gièm pha nhưng anh vẫn có giới hạn của mình. Lần này Rao đã thực sự tức giận, anh thề sẽ khiến Pallavi không thể trụ lại ở đây. Trong vòng 15 ngày, anh sẽ đuổi cô khỏi thành phố này. Pallavi trả lại chiếc cúp cho Rao và đáp trả không kém phần gay gắt. Cô cảnh cáo Rao nếu mình bị đuổi khỏi đây, cô sẽ không còn là Pallavi hiền lành như trước nữa. Cuộc chiến giữa hai người chính thức bắt đầu. Sáng hôm sau, Pallavi nhận được một cuộc gọi thông báo đơn đăng ký thuê gian hàng trong trung tâm thương mại của cô đã bị từ chối. Khi đến cửa hàng cô lại phát hiện ra những rắc rối lớn hơn đang chờ đợi mình. Mùa 1 của bộ phim đến đây là hết. Nhớ để lại một like và cảm nhận về bộ phim để bọn mình có động lực làm tiếp các mùa sau nhé.